Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 18. Hoàng thất ngũ đại hộ long thần vệ, thiên vũ mạnh nhất. Thế nhưng là, cho dù là bảy nhà cao tầng, cũng chỉ biết là Ngọc Tiêu Kiếm Thần Phương Thu Bạch cùng Hắc Bạch Kỳ Thánh Tư Mã Huy hai người, đến mức ba người khác thì biết rất ít, cũng chỉ có bảy nhà gia chủ, mới rõ ràng cái này 300 năm trước như muốn hủy toàn bộ thiên vũ tiểu ma đầu, bất bại ngoan đồng cổ tam thông cũng là bên trong một trong. Nhưng là cứ như vậy, vấn đề liền đến. Trác Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía tứ quỷ bọn họ, khó hiểu nói, đã hoàng thất nuôi như thế một cái nhân vật như bức, còn dùng kiêng kỵ bảy nhà sao? Hắc hắc hắc, Trác quản gia, người cái này có chỗ không biết, cái kia Hỗn Nguyên Tam Thánh bên trong nhân thánh, năm đó danh xưng thiên vũ đệ nhất nhân, lập tức liền muốn đột phá thần chiếu cảnh ràng buộc, tu được hóa hư thần thức, bất tử bất diệt. Chỉ tiếc đúng là gặp phải cổ tam thông tiểu quái vật này, coi như hắn mạnh hơn, cũng tiếp không cái này tiểu quái vật 10 quyền A. Bất quá, lấy cái kia gần như hóa hư thần thức, quả thực là để cho mình trụ lại nửa canh giờ, về sau liền triệt để thần hồn câu diệt. Cổ tam thông kính hắn trung tâm, tình nguyện liều đến linh hồn tán loạn, cũng muốn thắng được tiền đặt cược, bảo vệ thiên vũ hoàng thất một mạch, liền cũng tuân thủ hứa hẹn đáp ứng. Bất quá, cổ tam thông cũng không phải người ngu, sau đó liền trở lại thói cũ. Cho nên hắn tuy nhiên nguyện ý bảo vệ hoàng thất an nguy, nhưng lại chỉ bảo vệ không phục. Nói cách khác, hắn chỉ là một mặt cứng rắn nhất thuẫn, lại cũng không làm mâu, nghe hoàng thất điều khiển, bốn phía công phạt. Bất quá vậy cũng là hoàng thất kiếm được, có hắn tại, thiên vũ ai còn dám không phục. Thế nhưng là, hắn tồn tại, bảy nhà tự nhiên không vui. Nếu là hắn lại phát lên điên đến, bảy nhà ai có thể địch. Sau đó ào ào thượng tấu, yêu cầu rút lui. Không có cách nào phía dưới, hoàng thất đành phải yêu cầu tiểu tử này lấy hộ long thần vệ thân phận phát thệ, bảy nhà nếu không trước thương tổn hắn, hắn không được giết bảy nhà bất kỳ người nào. Mà lại, hoàng thất sẽ đối với hắn tiến hành giám thị, không có hoàng đế tự mình cho phép, nhất định phải lưu mãi trong hoàng thành, không được bước ra một bước. Dù sao, lúc đó thiên vũ đi qua một trận đại chiến, chiến lực đại tổn. Nếu là bảy nhà lại vừa rút lui đi, nhất định dẫn nước láng giềng xâm lấn. Cho nên không có cách nào, tiểu tử này vì thực hiện hứa hẹn, bảo vệ thiên vũ hoàng thất, đành phải chỉ thiên thề. Bảy nhà gặp này, mới miễn cưỡng thỏa hiệp, hoàng thất càng đem hắn bất bại hết đồng bên trong, hết, đổi thành tinh nghịch chi, ngoan, ý vì lúc trước chỉ là hài đồng chơi đùa, để phần này ân oán xóa bỏ. Từ đó, bất bại ngoan đồng cổ tam thông bị nhốt hoàng thất 300 năm. Không hề lộ diện, nhưng là chẳng biết tại sao, hiện tại hoàng đế lại thả hắn ra. Hung sát quỷ cùng còn lại ba quỷ nhìn xem, cau mày, làm sao cũng nghĩ không thông. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên thì là không sai gật đầu, một trận cảm thán. Cái này bất bại ngoan đồng cổ tam thông tuy nhiên hung mãnh, nhưng quả thực là cái giảng tín nghĩa đàn ông, chí ít so cái này bốn thứ gì mạnh hơn. Trác Phàm liếc mắt liếc bốn người liếc một chút. Khóe miệng lộ ra một cái tà dị tiếu dung, lẩm bẩm nói, bất bại ngoan đồng sự tình, giảng xong sao? Không sai biệt lắm giảng xong. Bất quá tiếp đó, cha quản gia các ngươi có tài phúc, ta đem về hướng các ngươi giảng thuật so cái kia bất bại ngoan đồng cổ tam thông càng thêm anh hùng khí khái, càng thêm thoải mái chập trùng bốn vị ma đạo kiêu hùng tuyệt thế truyền thuyết. Không sai, bốn vị này kiêu hùng cũng là danh xưng ma đạo anh kiệt chúng ta bốn người, ma sách bốn. Không hứng thú. Thế mà, hung sát quỷ còn chưa nói xong, Trác Phàm đã là cười lạnh một tiếng, ngón tay cắt nhất động, trong nháy mắt kết ấn, sau một khắc bốn đầu người nhất thời lóe qua huyết ấn, lần nữa đau đớn khó nhịn quay cuồng lên. Bốn người kêu gào lấy kêu to, trong lòng đều là không hiểu, Trác quản gia, chúng ta lại làm gì sai, người muốn đối với chúng ta như vậy. Không có, các ngươi làm rất khá, chỉ là tiếp lấy lúc trước trừng phạt, tiếp tục mà thôi. Trác Phàm lộ ra một cái tà ác nụ cười, cười to lên. Bốn người khóe miệng một xẹp, không cảm giác trong lòng ai oán, hét lớn, Trác quản gia, ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Ngươi nói chúng ta kể cho ngươi cổ tam thông sự tình, thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chậc chậc chậc, khẽ than lắc đầu, Trác Phàm không khỏi suy cười một tiếng, chúng ta người trong ma đạo, lúc nào nói qua tin tưởng. Các ngươi đây cũng tin a, bốn cái tiểu bạch si. Lệ Kinh Thiên che miệng, kém chút cười ra tiếng.
Lúc trước cái này bốn cái tiểu đông tây cầm Trác Phàm trêu đùa, hiện tại Trác Phàm lại phản xuyến trở về. Quả nhiên, cái này Trác quản gia sẽ không dễ dàng ăn thiệt thòi a. Mà cái kia ma sách tứ quỷ, càng là nhanh khóc lên. Trác Phàm lời ấy, chính là lúc trước bọn họ chế nhạo Trác Phàm ngữ điệu, không nghĩ tới lần này Trác Phàm lại ngược lại đưa còn cho bọn hắn, bọn họ còn không phản bác được. Như thế bị trêu đùa cảm giác, để bọn hắn vừa tức vừa khuất còn vừa đau, đau đầu, mặt đau, thân thể đau hơn. Không có cách nào, bọn họ đành phải cầu khẩn liên tục. Thế nhưng là Trác Phàm lại cũng không để ý tới, mặc cho bên tai kêu thảm tiếng cầu xin tha thứ quát kêu, nhưng như cũ một mảnh lạnh nhạt nhìn về phía Lệ Kinh Thiên cười nói, Lệ lão, người biết ta đang suy nghĩ gì sao? Hắc hắc hắc, Trác quản gia là muốn thu cái kia cổ tam thông. Lệ Kinh Thiên ánh mắt sáng lên, lập tức nói phá Trác Phàm tâm ý. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm trong mắt tinh quang lấp lóe, trên mặt càng là một loại không nói ra ý muốn sở hữu, không sai, ta còn chưa từng có như thế vội vàng, muốn đem một người thu nhập dưới trướng. Có điều, Đào Hoàng thất khóc tường, nếu như bị bọn họ phát hiện lời nói. Nhíu mày, Lệ Kinh Thiên có chút lo lắng nói. Nhếch miệng lên, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, đến lúc đó, ta có cái này cổ tam thông tỏa chấn, hắn coi như biết lại như thế nào. Chẳng lẽ 300 năm trước nghiêng toàn quốc chi lực đều đối phó không tiểu quái vật, hiện tại hắn thì có thể đối phó đến. Trong mắt không khỏi sáng lên, Lệ Kinh Thiên cũng là cười lớn gật gật đầu. Về sau, Trác Phàm liền đạp chân xuống, hướng cổ tam thông chỗ đỉnh núi bay đi, Lệ lão, ngươi trước ở chỗ này nhìn lấy bọn hắn, ta đi tiểu quỷ kia chỗ dò xét thăm dò hư thực, lúc trước ta giống như nhìn ra chút gì, hiện tại đi xác minh một chút. Trác quản gia xin cứ tự nhiên, chỗ này có lão phu đây, ha ha ha. Xa xa ôm một cái quyền, cười lớn một tiếng, Lệ Kinh Thiên ngược lại nhìn cái kia bốn cái tiểu đông tây kêu gào liên tục bộ dáng, trong lòng một trận thoải mái. Hiu, tiếng xé gió vang, Trác Phàm đi vào đỉnh núi bên cạnh, chỉ thấy cổ tam thông chính như đồng dạng hài đồng một dạng, ngồi tại vách núi ở giữa, vung lấy hai cái trắng nõn bóng loáng bàn chân nhỏ. Dao động cái đầu thưởng thức mặt trời lặn tây xuống. Chào đón đến hắn đến về sau, không khỏi ánh mắt sáng lên, cười ra tiếng a, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến, chẳng lẽ ngươi đã tìm được dược tài? Ha ha ha, đúng a, không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm hơi hơi gật gật đầu. Mi đầu không khỏi nhếch lên, cổ tam thông tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng đồng dạng, kinh hô một tiếng đi vào Trác Phàm trước mặt. Vui vẻ nói, ngươi làm sao tìm được nhanh như vậy, tranh thủ thời gian cầm cho ta xem một chút. Khẽ gật đầu, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, liền xuất hiện một cái toàn thân màu tím phiến lá. Lại là ngũ phẩm dược tài, cổ tam thông trong mắt vui vẻ, liền không kịp chờ đợi lấy tới, tại dưới mũi thật tốt ngửi một lần, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Đón lấy, liền không nói hai lời, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Một bên ăn còn một bên tán dương Trác Phàm nói, người rất không tệ, mạnh hơn bọn họ nhiều. Bốn tên kia ba ngày tìm không đến một kiện, người thế mà một chút tìm đến. Ha ha ha, thật tốt làm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Há, ngươi như thế nào khen thưởng ta? Trác Phàm không lấy vì ngang ngược, nhạt cười ra tiếng. Cổ tam thông trần chờ một chút, còn người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, duỗi ra hai ngón tay. Làm như có thật nói, ta cho thêm các ngươi hai lần cơ hội khiêu chiến, chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại ta một lần, ta thì thả các ngươi. Lúc trước lão đầu kia đã dùng qua một lần, hiện tại các ngươi còn có 11 cơ hội. Ha ha ha, nguyên lai đây chính là khen thưởng a. Trác Phàm lắc đầu cười cười, từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng thì một trận thầm mắng. Tiểu tử này khẳng định cùng cái kia Hỗn Nguyên Tam Thánh Nhân thánh học cái xấu, khắp nơi mở ngân phiếu khống. Mẹ hắn, lão tử nếu là có thể đánh được ngươi, còn cần ngươi buông tha. Chúng ta trực tiếp liền đi. Thế nhưng là đánh không lại, lại nhiều đánh mấy lần, cũng chẳng qua là bị đánh mà thôi, thật coi chúng ta là đần độn. Bất quá ngươi chờ đó cho ta, chờ một lát lão tử liền hảo hảo điều giáo ngươi tiểu quỷ này khẽ đảo, để ngươi biết cái gì gọi là lấy dùng chí thắng. Trác Phàm lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, khẽ gật đầu, vậy ta lại đi cho ngươi tìm. Cũng tốt nhiều thu hoạch được điểm dạng này cơ hội. Mau đi đi, mau đi đi, ngươi nhất định muốn biểu hiện tốt một chút. Cổ tam thông phất phất tay, vội vàng nói,
dường như Trác Phàm cũng là một cái có thể cho hắn nhanh chóng mang đến thượng phẩm dược tài tụ bảo bồn. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm lần nữa phi lên, một phút sau, lại trở lại Lệ Kinh Thiên nơi này. Ma sách tứ quỷ gặp, đuổi vội xin tha, nhưng là Trác Phàm lại căn bản không nhìn bọn hắn liếc một chút, chỉ là tà tiếu nhìn về phía Lệ Kinh Thiên nói, Lệ lão, tiểu tử này chỉ có cậy mạnh, cái gì tốt đối phó. Há, chỉ giáo cho. Lệ Kinh Thiên ánh mắt sáng lên, chặn lại nói. Ánh sáng lóe lên, Trác Phàm trong tay xuất hiện hai loại đồ vật. Một kiện là chứa huyết tầm hồ lô, một kiện là toàn thân huỳnh quang dược tài, xem xét cũng là ngũ phẩm trở lên. Đem hồ lô kia mở ra, Trác Phàm lấy ra một cái huyết tầm, đặt ở thuốc kia tài lên, huyết tầm liền tự động hướng thuốc kia tài bên trong chui vào, một hồi liền không thấy tăm hơi. Lệ Kinh Thiên nhìn đến một trận không hiểu, Trác Phàm lại là nhất định phải được cười nói, lúc trước ta gặp ngươi cùng tiểu tử kia giao thủ, hắn mặc dù là cái thần chiếu cao thủ, nhưng lại cũng không tự ý dùng thần thức lĩnh vực điều tra. Cho nên ta vừa mới dùng một cái ngũ phẩm dược tài đi dò xét, quả nhiên, hắn đối với ta dược tài tuyệt không hoài nghi, trực tiếp thì ăn. Cho nên, chúng ta đem máu này tầm đặt ở dược liệu này bên trong, nhất định có thể để hắn nuốt vào, đến thời điểm. Nói đến đây, hai người liếc nhìn nhau, đều là phát ra trận trận âm hiểm cười thanh âm. Ngay tại kêu gào tứ quỷ gặp, con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, không biết đang suy nghĩ gì. Gan nhỏ quỷ muốn lên tiếng, cũng là bị hung sát quỷ vừa trừng mắt, liền lại sợ hãi thu về. Mặt khác hai quỷ, cùng hung sát quỷ nhìn xem, lại tất cả đều cười gian rộ lên. Chỉ là bọn hắn tiếng cười đặc biệt quái dị, tại kêu gào bên trong mang theo cười trên nỗi đau của người khác, cho nên tại Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên hai người hoàn toàn không có phát hiện bọn họ dị thường. Hưu, lại là một tiếng xé gió vang, Trác Phàm lần nữa đi vào Cổ Tam Thông bên người. Cổ Tam Thông bất giác sững sờ, nghi ngờ nói, làm sao nhanh như vậy, chẳng lẽ ngươi lại tìm đến? Đúng vậy à, Trác Phàm gật đầu cười khẽ. Cổ Tam Thông nghe đến, không khỏi vui mừng không thôi, lập tức đưa tay nói, ngươi hiệu suất thực sự quá cao, không giống bốn tên kia chậm như vậy. Vội vàng đem dược tài cho ta, ta lại khen thưởng ngươi. 10 cơ hội khiêu chiến. Ha ha ha, cái kia liền đa tạ. Khinh thường khẽ cười một tiếng, Trác Phàm đem cái kia thêm nguyên liệu dược tài xuất ra. Cổ Tam Thông thấy một lần, trong mắt không khỏi dị sắc gợn sóng, cả kinh nói, lại là lục phẩm dược tài, ngươi cũng quá lợi hại. Cười nhẹ lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Nhưng là trong lòng lại là âm thầm oán thầm, cười lạnh liên tục. Vì để ngươi nha mắc câu, bỏ đi ngươi tính cảnh giác, lấy phòng ngừa vạn nhất, lão tử liền lục phẩm dược tài đều lấy ra. Hắn nãi nãi, loại này phẩm giai dược tài, lão tử năm đó ở Hoa Vũ Lâu cũng không có ăn cướp bao nhiêu a. Bất quá không quan hệ, có thể sử dụng cái này lục phẩm dược tài, câu được một cái sức mạnh như thế cao thủ, thực sự quá mẹ hắn giá trị. Trong mắt lóe dị dạng hào quang, Trác Phàm liếm liếm hơi có vẻ khô khốc bờ môi, chăm chú nhìn Cổ Tam Thông động tác. Chỉ cần tiểu tử này đem cái này dược tài ăn hết, vị này thiên vũ cao thủ mạnh nhất, ngay tại hắn trong khống chế. Kích động như thế nhân tâm thời khắc, cho dù Trác Phàm trái tim cũng phanh phanh trực nhảy. Thế nhưng là, Cổ Tam Thông còn không có ngoạm ăn, lại là nhướng mày, thì thào lên tiếng a, dược liệu này có vấn đề. Trác Phàm trái tim trì trệ, khẩn trương nói không ra lời. Chẳng lẽ nói, bị cái này tiểu quái vật nhìn ra? Ách, đây chính là hàng thật giá thật lục phẩm dược tài, nơi nào có vấn đề? Trác Phàm không khỏi sờ mũi một cái, cố tự chấn định xuống đến, trong lòng lo sợ. Cái mũi hơi hơi động động, Cổ Tam Thông khẽ cau mày, cầm lấy dược tài kia hai ngón ở phía trên vạch một cái, dược tài kia liền nhất thời đứt thành hai đoạn. Bên trong một cái đỏ rực huyết tầm, uốn éo một cái thân thể, còn muốn chui vào bên trong, cũng là bị Cổ Tam Thông đưa tay bóp, cầm ra tới. Đây là cái gì? Cổ Tam Thông nghi ngờ nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tinh quang phun trào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trác Phàm trong lòng hoảng hốt, nhưng mặt ngoài lại giả vờ cực kỳ trấn tĩnh. Nếu để cho tiểu tử này phát hiện là hắn đang làm trò quỷ lời nói. Chỉ cần nhẹ nhàng vừa động thủ chỉ, còn không đem hắn nắm cái thịt nát xương tan. Nghĩ tới đây, Trác Phàm ám đạo đánh chết cũng không thể thừa nhận, nhất định phải phủi sạch quan hệ,
sau đó cũng một mặt kinh dị nói a, à, này cũng quái, dược liệu này bên trong tại sao có thể có côn trùng? Đúng vậy a, à, dược tài chính là thiên địa linh bảo, huống chi đây là lục phẩm dược tài, làm sao lại sinh côn trùng? Cổ Tam Thông cũng là một mặt hồ nghi, nhìn chằm chằm Trác Phàm. Nhưng là thấy hắn cùng mình một dạng ngạc nhiên, nhìn không ra cái gì quái dị, liền bất đắc dĩ lắc đầu, đem cái kia côn trùng hung hăng bóp, bóp chết trong tay, cắn một cái dược tài nói, tính toán, thiên hạ này cái dạng gì quái sự chưa từng xảy ra. Linh dược bên trong sinh côn trùng, cũng không có gì, chỉ là ngươi lần sau tìm thời điểm phải cẩn thận một chút. Trác Phàm liền vội vàng gật đầu, tranh thủ thời gian lui về phía sau, sau lưng đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái này Cổ Tam Thông không có dùng thần thức lĩnh vực, lại là thoáng cái liền phát hiện bên trong huyết tầm, cái này là làm sao làm. May mắn tiểu tử này hài đồng tâm trí, không có đối với hắn sinh nghi, không phải vậy lời nói, còn không tới tấp chuông đem hắn đánh nổ. Suy nghĩ một chút Lệ Kinh Thiên bị người ta nhẹ nhàng hất lên, thì toàn thân trọng thương bộ dáng, Trác Phàm nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian dương cánh thoát đi chỗ thị phi này. Chỉ có Cổ Tam Thông một người, vẫn như cũ ngồi tại vách núi đỉnh lên, một bên nhai lấy dược tài, một bên nhíu mày suy nghĩ. Dường như còn đang suy nghĩ lấy, linh dược này bên trong làm sao lại sinh côn trùng đâu. Hưu, nương theo lấy tiếng sấm vang, một đạo lưu quang xẹt qua, Trác Phàm lần nữa trở lại Lệ Kinh Thiên chỗ. Lệ Kinh Thiên thấy một lần, không khỏi đuổi vội vàng kêu lên, Trác quản gia, sự tình còn thuận lợi sao? Ngươi nhìn ta gương mặt này, giống thuận lợi sao? Trác Phàm âm trầm sắc mặt, lạnh lùng nói. Lệ Kinh Thiên trì trệ, biết Trác Phàm vấp phải trắc trở, không dám nhiều lời, chỉ là nghi ngờ nói, chẳng lẽ tiểu tử kia, lần này lần đầu tiên dùng thần thức lĩnh vực? Không có. Lắc đầu, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, mi đầu thật sâu nhăn thành một cái vấn đề, thế nhưng là chính là bởi vì này, ta mới càng thêm sầu lo. Tiểu tử này không có dùng bất luận cái gì thần thức dò xét, đến tột cùng là dùng phương pháp gì phát hiện dược tài bên trong dấu huyết tầm đâu. Không làm rõ ràng điểm này, lần tiếp theo cũng không có chút nào nắm chắc. Lệ Kinh Thiên nghe đến, cũng là nghi ngờ nhíu mày tự hỏi. Ngay tại kêu gào tứ quỷ, lại là đột nhiên dừng một cái chu lên, che miệng khẽ cười một tiếng, tiếp lấy liền lại chịu không được cái kia kịch liệt đau đớn, gào lên. Bất quá đây hết thảy. Trác Phàm bọn họ ngược lại là không có để ý. Trác quản gia, không bằng chúng ta lại dùng tầm chứng thử một chút. Suy nghĩ một lát, Lệ Kinh Thiên lập tức đề nghị, thì coi như chúng ta không biết tiểu tử kia môn đạo, nhưng là tầm chứng là liền thần thức lĩnh vực đều phát hiện không đồ vật, lão phu cũng không tin, hắn còn có thủ đoạn gì nữa có thể phát hiện đến. Trác Phàm con người đi loanh quanh, vỗ đùi tốt, liền theo lệ lão làm. Bất quá lần này, lão tử nhưng muốn ra đại máu. Hung hăng khẽ cắn môi, Trác Phàm tựa hồ tương đương đau lòng, trong tay lưu quang lóe lên, xuất hiện một kiện dài ba thước, đỏ trắng giao nhau dễ trùng tới. Thấy một lần vật này, Lệ Kinh Thiên không khỏi kinh hãi uống ra âm thanh, thất phẩm linh dược, âm dương viêm nguyệt căn. Không tệ, như thế linh dược bên ngoài gen nét lạnh, băng hỏa lưỡng trọng thiên, chính là luyện chế âm dương điều hòa loại dược tài không có chỗ thứ hai. Bởi vì hy hữu, giá trị thậm chí tại đồng dạng bát phẩm linh dược phía trên. Lúng túng chép chép miệng, Trác Phàm nhẹ vỗ về cái này hỏa nhiệt bên trong mang theo rét lạnh sợi rễ, một trận đau lòng, hai tay cũng bắt đầu run rẩy. Đây là ta tại Hoa Vũ lâu chỗ ấy sở tới, tại không đến cuối cùng trước mắt lúc, đều không đành lòng đưa nó luyện thành đan dược. Thế nhưng là lần này, tìm một cái hàn trì, để huyết tầm đẻ trứng đã là không thể nào. Chỉ có để nó tiến vào dược liệu này trung ương âm hàn chỗ đẻ trứng. Mà lại, căn này dược tài âm dương gồm cả, tiểu tử kia ăn vào sau cũng có thể đưa đến xuân dương đan hiệu quả, để cái này trứng tăng tốc ấp trứng. Nhìn lấy Trác Phàm cái kia vạn phần không muốn bộ dáng, Lệ Kinh Thiên vỗ vỗ hắn đầu vai khuyên nhủ, Trác quản gia, người nghĩ thoáng chút. Tục ngữ nói, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, không nỡ lão bà bắt không được lưu manh. Người phải suy nghĩ một chút, dùng một kiện thất phẩm linh dược, đổi một cái bất bại ngoan đồng ở bên người, đây là cỡ nào có lời một khoản buôn bán a. Lấy ngài khôn khéo, không có khả năng không tính quá đến. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm bình tĩnh gật đầu, không sai, cái này không chỉ có là lớn nhất có lời mua bán, vẫn là chiếm tiện nghi lớn mua bán.
Vừa dứt lời, Trác Phàm liền xuất ra huyết tằm, để nó chui vào dược tài, bất quá một trận công phu, lại để cho nó chui ra, bỏ vào trong hồ lô. Lúc này, cái này mai dược tài đã là phủ đầy huyết tằm tằm chứng linh dược. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm một mặt hy vọng mà nhìn xem dược liệu này, khóe miệng liệt ra một cái kiên định đường cong, có thể hay không cầm xuống tiểu quỷ này, thì nhìn ngươi. Chúc Trác quản gia kỳ khai đắc thắng, Lệ Kinh Thiên liền ôm quyền nói. Trác Phàm khẽ gật đầu, cầm lấy dược tài lần nữa lăng không bay lên, hướng cổ tam thông ngọn núi nào bay đi. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến trước mặt hắn. Không khỏi sững sờ, cổ tam thông kỳ dị nhìn về phía Trác Phàm, ngươi tìm dược tài tốc độ thật nhanh a, bốn tên kia căn bản không cách nào so sánh được. Ngươi lần này lại tìm đến cái gì, nhanh cho ta nhìn. Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, hắn song đồng cũng đã rạng rỡ phát sáng. Một cái mũi nhỏ bỗng nhiên rung động động, hai mắt chăm chú nhìn Trác Phàm trong tay đồ vật, kêu lên sợ hãi, thất phẩm dược tài, ngươi thế mà nhanh như vậy tìm đến thất phẩm dược tài. Đúng vậy a, vận khí tốt, Trác Phàm gật gật đầu, cười đem dược tài kia đưa lên. Cổ Tam Thông vội vàng tiếp nhận, nhìn lấy vật kia chảy nước miếng, trong mắt chớp động lên kích động nước mắt, thất phẩm dược tài a, từ 300 năm trước, ta thì chưa ăn qua. Những cái kia mặc áo vàng ra hỏa, thì là mỗi ngày cho ta cho ăn nhất nhị phẩm cặn bã dược tài, mới hại ta dinh dưỡng không đầy đủ, 300 năm mới vừa đạt đến thần chiếu nhị trọng. Cổ Tam Thông tại ủy khuất khóc lóc kể lể, Trác Phàm ở một bên lại là nghe được âm thầm gật đầu. Hắn hiện tại đã biết rõ tiểu tử này trong miệng nói tới mặc áo vàng người là người nào, cái kia chính là trong hoàng thành thị vệ. Mà lại, hắn còn được đến một cái trọng đại tình báo. Nguyên lai tiểu tử này sách cao tu vi, cũng không phải là dựa vào tu luyện, hoặc là tu luyện hiệu quả rất ít, mà chính là ăn thiên địa linh dược đến đề cao. Nãi nãi, cứ như vậy lời nói, nếu là đem hắn thu hồi đi, vì nuôi hắn, đến hao phí bao nhiêu dược tài a? Thế nhưng là nghĩ lại, lấy hắn thực lực bây giờ, đã thiên hạ vô địch, coi như không còn cho hắn ăn phẩm cấp cao dược tài, cũng không thành vấn đề a. Đột nhiên, Trác Phàm tựa hồ ý thức được cái gì? Nếu nói phẩm cấp cao dược tài, hoàng thất không có khả năng không có. Thế nhưng là cái này 300 năm một mực cho hắn cho ăn nhất nhị phẩm dược tài, đến tột cùng là cùng chính mình muốn một dạng, cho rằng không cần thiết. Còn là cố ý như thế, muốn áp chế cái này tiểu quái vật tu vi đâu. Dù sao, hắn thực lực càng mạnh, hoàng thất liền càng không dễ khống chế. Ánh mắt khẽ híp một cái. Trác Phàm ẩn ẩn cảm thấy, cái này cổ tam thông tựa hồ cũng không phải là như truyền ngôn đồng dạng, thiên vũ đệ nhất. Tối thiểu nhất, hoàng thất chắc là có thu phục hắn biện pháp. Không phải vậy lời nói, cũng không cần phải áp chế hắn tu vi nhiều năm như vậy. Nghĩ tới đây, Trác Phàm nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn không biết hắn suy đoán đúng hay không, nhưng là xem nhẹ điểm này, ngày sau có thể sẽ tại hoàng thất trên tay cắm ngã nhào. Mặc dù bây giờ hoàng thất còn đang lợi dụng bọn họ cũng tại dựa vào hoàng thất, nhưng là lúc sau sự tình ai nói chuẩn đâu. Tóm lại, thiên hạ không có vĩnh viễn bằng hữu, bất kỳ người nào đều có thể trở thành địch nhân. Trác Phàm song đồng ngưng tụ, trong mắt trong nháy mắt lóe qua một đạo lãnh mang. A, à, lúc này, cổ tam thông đột nhiên nhướng mày, lại phát ra một trận quái dị gọi tiếng, nhìn trong tay cái kia thất phẩm dược tài. Lắc đầu liên tục, căn này dược tài cũng không đúng a, làm sao ngươi tìm trở về dược tài, tổng cổ quái như vậy. Không khỏi hơi hồi hộp một chút, Trác Phàm trái tim trong nháy mắt nhấc đến cổ họng, rực rỡ cười mặt nói, ha ha ha. Lần này lại chỗ nào cổ quái? Sắc một tiếng, cổ tam thông đem dược tài kia bẻ gãy, đưa cho hắn nhìn, nào, trông thấy trong này đồ vật sao? Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Trác Phàm kém chút thì cả kinh đem chọn cái trái tim đều phun ra ngoài. Bởi vì cổ tam thông chỗ bẻ gãy địa phương, chính là cái kia huyết tằm chỗ sinh tằm trứng chỗ. Cái này thất phẩm dược tài ngang mặt cắt trắng như tuyết như nguyệt, tản ra hàn khí. Nhưng là tại cái kia xương tuyết giống như mặt ngoài, lại là tô điểm lấy khỏa khỏa màu trắng hạt tròn, chính là huyết tằm tằm trứng. Người bình thường coi như nhìn kỹ, cũng không phân biệt ra được. Cho dù thần chiếu cao thủ dùng nguyên thần dò xét, cũng dò xét cha không được, Lệ Kinh Thiên cũng là một cái tốt ví dụ. Thế nhưng là, cái này tiểu quái vật đến tột cùng là thế nào làm được,
chẳng những dò xét đến, hơn nữa còn chuẩn xác tìm tới vị trí. Chỉ một điểm này, Trác Phàm đều không thể không cho hắn viết cái chữ phục. Nhưng là bây giờ, lại không phải hắn nên khen thán thời điểm. Lau thanh mồ hôi lạnh trên trán, Trác Phàm hư híp mắt, giả bộ như thấy không rõ nói ây. Ngươi nói cái gì, ta làm sao cái gì cũng không nhìn thấy. Cổ Tam Thông khẽ vươn tay, như một cái hồn nhiên ngây thơ hài đồng giống như, chỉ cho hắn nhìn, ngươi nhìn những thứ này hạt nhỏ, thì căn bản không phải căn này linh dược lên lớn lên đồ vật, ngược lại là cùng lúc trước lục phẩm dược tài bên trong côn trùng không sai biệt lắm, hẳn là những cái kia côn trùng trứng trùng. Trác Phàm trong lòng trầm xuống, kém chút thì hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Tiểu tử này nhìn từ bề ngoài giống đứa bé, tâm trí không thành thục, nhưng là quan sát tỉ mỉ, lại thật là đáng sợ. Thế mà theo trứng trùng lên, thì nhận ra là huyết tầm sở hạ. Trác Phàm thật sợ sau một khắc, tiểu tử này liền trực tiếp chỉ hắn cái mũi mắng to, nói đám côn trùng này cùng trứng trùng cũng là hắn có ý bỏ vào đến hại hắn. Đến lúc đó ra tay đánh nhau, hắn nhưng là trong khoảnh khắc thì biến thành cho bụi. Bất quá, hắn muốn cái kia bi thảm cảnh tượng cũng không có xuất hiện, Cổ Tam Thông chỉ là vung tay lên, đem cái kia dính lấy trứng trùng dược tài đánh bay, liền từng ngụm bắt đầu ăn. Một bên ăn, còn một bên nhìn lấy Trác Phàm hiền lành cười, lần này ta thì không trách ngươi lại tìm về có côn trùng dược tài, ai bảo đây là thất phẩm dược tài đâu. Coi như sinh qua côn trùng, ta cũng không quan tâm, ha ha ha. Cổ Tam Thông cười đến rất ngây thơ, rất rực rỡ, Trác Phàm nhìn đến lại là lòng tại máu, nhanh khóc lên. Mẹ nó, bồi một cái thất phẩm dược tài không nói, còn không có đem tiểu tử này cầm xuống, thật sự là bồi thường thêm a. Thế nhưng là, chính làm hắn đau lòng muốn rời khỏi lúc, Cổ Tam Thông một câu, lại là để hắn kém chút ngã nhào trên đất, đấm ngực dậm chân, uy, ta nhìn ngươi tìm dược tài thật nhanh. Không bằng thời gian co lại ngắn một chút, một canh giờ hồi báo một lần, cấp bậc thì giống như bây giờ, thất phẩm. Một cái lảo đảo, Trác Phàm kém chút một miệng lão huyết phun ra, hắn lần này thật sự là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Nguyên bản hắn như thế nhiều lần cho tiểu tử này mang đến dược tài, là muốn mau sớm thu phục hắn. Kết quả không có đem cái này tiểu quái vật thu phục không nói, tiểu tử này còn làm trầm trọng thêm, để hắn một canh giờ xuất ra một kiện thất phẩm dược tài, đây không phải đòi mạng hắn a. Liền xem như hắn, trong tay còn lại hàng cũng không có nhiều a. Một vùng phế tích loạn trong đá, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên Các ngồi tại một tảng đá lớn lên, khuôn mặt thảm đạm. Phía sau bọn họ, là bốn cái kêu thảm đánh lăn người lùn. Vốn là không chịu nổi khuôn mặt, đang đau nhức dày vò dưới, vặn vẹo càng thêm xấu xí. Ngửa đầu nhìn xem bầu trời sắc, Trác Phàm thở dài, đứng dậy, ai, lại nên đi cho tiểu quỷ kia đưa thuốc. Lại tiếp tục như thế, lão tử nhưng là bồi đại phát. Trác quản gia, chẳng lẽ chúng ta không thể chạy đi à, làm gì tại tiểu quỷ này thủ hạ bị tội. Lệ Kinh Thiên nhướng mày, đạm mạc lên tiếng. Thật sâu hút khẩu khí, Trác Phàm chậm rãi lắc lắc đầu, đi. Lão tử không cam tâm đâu, đều đã ném ra 6-7 kiện thất phẩm dược tài, vẫn là không có phát hiện tiểu quỷ kia sơ hở. Nếu là như thế chạy đi, lúc trước những cái kia đầu nhập, chẳng phải tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Hừ, như thế thâm hụt tiền mua bán, lão tử cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đâu. Lệ Kinh Thiên khẽ gật đầu, minh bạch Trác Phàm tâm lý thật mạnh. Lần này xem như cùng cái này bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông gây thù. Nếu là không có thể thành công đem hắn thu phục, còn góp đi vào một đống lớn phẩm cấp cao dược tài, Trác Phàm vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Sau đó, Lệ Kinh Thiên cũng liền không khuyên giải, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ ra cái này Cổ Tam Thông đến tột cùng có kỳ dị gì chỗ, lại có thể làm được như thế nước không lọt, liền luôn luôn âm hiểm xảo trá Trác Phàm, đều không thời cơ lợi dụng. Thế mà, đúng lúc này, từng tiếng quỷ dị tiếng cười khẽ lại là truyền vào hai người trong tai. Trác Phàm trước khi đi dáng người bất giác trì trệ, ngược lại nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, cái này mới nhìn đến cái kia tứ quỷ một mặt rên thống khổ, một mặt lại là che miệng tại cười nhạo. Tuy nhiên đạo này tiếng cười cùng tiếng rên rỉ lăn lộn cùng một chỗ, lộ ra quái dị như vậy, tứ quỷ cái kia vặn vẹo sắc mặt, cũng để cho người nhìn không ra bọn họ là đang cười, vẫn là tại khóc. Nhưng theo bọn họ ánh mắt bên trong, Trác Phàm có thể rõ ràng mà nhìn ra, đó là trần trụi trào phúng.
Các ngươi cười cái gì? Trác Phàm lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, đạm mạc lên tiếng, chẳng lẽ nói, các ngươi biết Trung Nguyên Tử? Bỗng dưng, cái kia quỷ dị tiếng vang im bặt mà dừng, bốn người cùng nhau quay lưng đi, cố nén đau đớn không phát một tiếng. Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, song quyền nhịn không được chăm chú nắm lại tới. Đây rõ ràng cũng là im ắng kháng nghị, mà lại Trác Phàm cũng rõ ràng, bọn họ khẳng định biết chút ít cái gì. Các ngươi nói ra, chỉ cần tình báo hữu dụng, các ngươi trước kia sai lầm, lão tử thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không lời nói, ta cam đoan các ngươi về sau thống khổ, đem về gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Trác Phàm trong mắt hơi híp, lạnh lùng lên tiếng, trong lời nói đã là hiện ra nồng đậm sát ý. Gan nhỏ quỷ bất giác thân thể lắc một cái, chần chờ một chút, muốn xoay người lại, nhưng lại bị hung sát quỷ vừa trừng mắt, quát to, đần độn lão tứ, ngươi quên hắn vừa mới là làm sao gạt chúng ta. Ngươi nếu là dám cùng hắn nói một câu, lão tử nhất định. A, à, thế mà, hung sát quỷ còn chưa kịp ra uy hiếp chi ngôn, Trác Phàm đã là ấn quyết lại biến, đau đớn trong nháy mắt mãnh liệt hơn 10 lần. Cho nên tại hắn trừ tại trên mặt đất ôm đầu đánh lăn kêu gào, liền rốt cuộc không nói ra một câu nói. Còn lại ba quỷ gặp, không khỏi trong lòng lo sợ, gan nhỏ quỷ tức thì bị sợ mất mật, chặn lại nói, Trác quản gia, cái kia cổ tam thông cái mũi rất linh, mặc kệ ngươi tại dược tài bên trong thêm thứ gì, đều không gạt được hắn. Cái mũi, trong mắt hơi hơi co rụt lại, Trác Phàm quay đầu cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhau, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Tiếp lấy vội vàng thủ quyết lại biến, gan nhỏ quỷ trên thân đau đớn liền trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Gan nhỏ quỷ nhảy người lên, hoạt động một chút thân thể, vui mừng không thôi. Trác Phàm nhìn về phía hắn, vội vàng nói, gan nhỏ quỷ, ngươi đem sự kiện này cho ta một năm một mười nói rõ ràng. Trầm ngâm một chút, gan nhỏ quỷ hơi có chút sợ hãi nhìn Trác Phàm liếc một chút, khẽ gật đầu, thực cái này cổ tam thông chẳng những quái lực kinh người, mà lại cái này cái mũi cũng rất nghịch thiên. Trước đó hắn để cho chúng ta tìm dược tài, chúng ta nghĩ tới độc hại hắn, kết quả bị đoán được, trực tiếp đem chúng ta hung ác đánh một trận. Sau đó chúng ta muốn chạy, thế nhưng là hắn cái mũi ở ngoài ngàn dặm đều có thể nghe thấy được chúng ta khí tức, rất nhanh liền đuổi theo, lại đem chúng ta đánh một trận. Lại sau đó, liền không có sau đó, chúng ta cũng đàng hoàng, biết trốn không thoát hắn ma trưởng, chỉ có thể chuyên tâm thay hắn tìm dược tài. Mí mắt nhìn không được nhảy nhót, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên lẫn nhau nhìn xem, hai người đều là không thể tin. Nếu là hắn cái mũi có thể nghe thấy được dược tài bên trong thêm độc dược, cái kia còn tính là nhạy bén. Thế nhưng là thế mà ở ngoài ngàn dặm có thể tìm lấy khí tức bắt người, cái kia đến có nhiều nghịch thiên a. Liền xem như thần chiếu cao thủ thần thức lĩnh vực, cũng vạn vạn so không. Hiện tại bọn hắn biết, vì sao cái này cổ tam thông yên tâm như thế để bọn hắn ra ngoài tìm dược tài, cũng không sợ bọn họ chạy. Nguyên lai bọn họ sớm đã tại tiểu tử này trong lòng bàn tay, mặc kệ chạy đến đâu bên trong, đều có thể bị bắt trở về a. Nói như vậy, máu này tầm cùng tầm trứng, cũng là hắn dùng cái mũi đoán được. Trác Phàm bất giác chắc lưỡi một cái, không thể tin nói, cái này cái mũi còn thật mẹ hắn nghịch thiên, khó trách hắn khinh thường tại dùng thần thức lĩnh vực. Lệ Kinh Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt lại là so Trác Phàm càng ngưng trọng, Trác quản gia, chiếu nói như vậy, chúng ta muốn chạy trốn, chẳng phải là căn bản không có khả năng. Ách, ta khuyên các ngươi tuyệt đối đừng chạy, không phải vậy sẽ bị đánh rất thảm. Gan nhỏ quỷ cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ. Trác Phàm thật sâu hít một hơi, khẽ gật đầu. Cổ tam thông thần thông, so hắn tưởng tượng đến còn muốn khó có thể ứng phó, cứ như vậy, đừng nói là âm tiểu quỷ kia một tay, coi như mình toàn thân trở ra cũng không có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bất quá, ngược lại nhìn cái kia gan nhỏ quỷ liếc một chút, lại là mỉm cười, vỗ vỗ hắn đầu vai nói, gan nhỏ quỷ, người rất không tệ, so ba tên kia mạnh hơn. Bị huyết tầm dày vào thời gian dài như vậy, hiện tại thì trước nghỉ ngơi một chút đi. Thế mà, Trác Phàm tiếng nói vừa dứt, gan nhỏ quỷ trên mặt còn không có lộ ra ý mừng, còn lại ba quỷ liền không thể tin hét to lớn tiếng, làm sao có thể, người không phải nói người trong ma đạo từ trước đến nay không tuân thủ hứa hẹn sao? Khóe miệng nhếch lên một cái khinh miệt nụ cười, Trác Phàm cười nhạo nói, đây không phải hứa hẹn, là khen thưởng. Nói xong, liền lại cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc một chút,
chỉ để lại cái này ba cái tiểu đồ vật một trận đấm ngực dậm chân, hối hận vì sao không có thể bắt ở như thế một cái được đến giải cứu cơ hội. Gan nhỏ quỷ thì là đính đính lồng ngực, tại ngã xuống đất kêu gào ba quỷ diện trước đi tới đi lui, một trận khoe khoang. Ba quỷ trợn mắt nhìn, trong mắt đều là ước ao ghen tị. Một bên Lệ Kinh Thiên nhìn đến không còn gì để nói, đồng thời càng thêm bội phục Trác Phàm cổ tay. Cái này bốn cái tiểu đông tây mềm không được cứng không xong, đầu cũng không bình thường. Muốn điều giáo, nhất định phải để bọn hắn bản thân trải nghiệm đến cái gì gọi là thưởng phạt. Có công thưởng, từng có phạt, dạng này, bọn họ mới biết được cái gì là kính nể. Lệ Kinh Thiên âm thầm tán thưởng, đi vào Trác Phàm trước mặt, Trác quản gia, xem ra cái này bốn cái tiểu đông tây, đem chúng ta dẫn tới một mảnh bùn trong đàm, muốn thoát ra, không dễ dàng như vậy. Không tệ, bất quá cũng không có như vậy bị, chỉ ít chúng ta biết cổ tam thông thần thông, là cái kia nghịch thiên cái mũi. Trác Phàm nhếch miệng lên, cười khẽ một tiếng, nhìn về phía cổ tam thông chỗ đỉnh núi chỗ, trong mắt chớp động lên thâm thúy ánh sáng, cái này bên trong thiên địa, không biết mới là đáng sợ nhất. Hiện tại chúng ta nếu biết hắn thần thông, vậy liền nhất định có biện pháp phá giải. Không có người có thể thiên hạ vô địch, bao quát quái vật ở bên trong. Trong lòng không khỏi run lên, Lệ Kinh Thiên nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, càng thêm tán phục. Đây mới là người thành đại sự cái kia có khí phách, cho dù đối mặt thiên vũ mạnh nhất, cũng có thể lạnh nhạt chỗ chi. Dạng này kiêu hùng chi tài, không có trở thành gia chủ, thực sự quá đáng tiếc. Ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn phát ra, bầu trời dần dần âm trầm xuống. Trác Phàm ngửa mặt lên trời nhìn xem. Thở dài một hơi, trời lập tức muốn đổ mưa, ta đi cho tiểu tử kia đưa xong cái này một cái dược tài, lại nghĩ đối sách. Tóm lại, ta là nhất định muốn đem hắn thu làm thủ hạ. Nếu là Trác quản gia lời nói, nhất định có thể làm được. Lệ Kinh Thiên rìa mép khẽ nhúc nhích, cười to lên. Hiện tại hắn, đối Trác Phàm đã có chút sùng bái mù quáng. Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc đầu, thế nhưng là còn không đợi hắn xuất phát. Vách núi kia phía trên, lại truyền tới cổ tam thông tức giận hô to âm thanh, quỷ lão trời, đánh cái gì lôi, nhao nhao chết. Trác Phàm thân thể trì trệ, không khỏi sững sờ, tiếp lấy chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Sau một khắc, nhưng nghe gầm lên giận dữ phát ra, một đạo có như thực chất sóng âm trong nháy mắt theo cái kia vách núi đỉnh phong bắn ra, thẳng lên cửu tiêu. Chỉ là một trong nháy mắt, cái kia lôi vân liền triệt để đánh sơ xác. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bầu trời lần nữa khôi phục ngàn dặm không mây sáng sủa. Lệ Kinh Thiên không khỏi khí tức trì trệ, sợ hãi thán phục lên tiếng, cái này cổ tam thông quả nhiên lợi hại, tùy tiện hống một tiếng, thế mà liền muốn so lão phu sử xuất U Long Quỷ Ngâm huyền giai sóng âm vũ kỹ còn mạnh hơn. Thực lực này, thực sự thâm bất khả chắc a. Trác Phàm mày nhíu lại đến càng sâu, lại là cũng không tiếp lời. Chỉ là hai con ngươi đi loanh quanh về sau, thì thào lên tiếng tiểu tử này. Từ khi chúng ta gặp hắn về sau, đều là một mặt lạnh nhạt, thậm chí chưa bao giờ phát qua lửa giận. Hắc hắc hắc, đó là chúng ta còn chưa xứng để hắn nổi giận đi. Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười nói. Thế nhưng là, hắn tại sao lại đối một khối lôi vân nổi giận đâu? Lệ Kinh Thiên khẽ giật mình, nhìn lấy Trác Phàm lắc đầu, đại khái. Hắn không vui thời tiết giông tố. Là không vui, vẫn là sợ hãi. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Trác Phàm lẩm bẩm lên tiếng. Lệ Kinh Thiên thân thể lắc một cái, ánh mắt tỏa sáng, cả kinh nói, Trác quản gia, ngươi nói là hắn. Không sai, có lẽ hắn nhược điểm cũng là lôi. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Trác Phàm ấn quyết trong tay biến đổi, hung sát quỷ bọn họ huyết tầm cũng dừng lại tra tấn bọn họ, để bọn hắn một trận nhẹ nhõm. Thở dài ra một hơi. Trác Phàm nhìn lấy bọn hắn thản nhiên nói, chuẩn bị một chút, chúng ta đi Tích Lôi Sơn. À, chúng ta bây giờ còn tại tiểu tử kia trong tay, gấp gáp như vậy chạy địa phương quỷ quái kia làm gì? Hung sát quỷ miệng lớn thở hổn hển, suy yếu nói. Trác Phàm hung hăng nguyết hắn một cái, ngón tay khẽ nhúc nhích, lão tử quyết định, các ngươi chiếu làm liền là, không có nói nhảm nhiều như vậy. Nếu không lời nói. Tốt tốt tốt, Trác quản gia nói cái gì chúng ta làm cái gì, tuyệt đối không còn dám có dị nghị. Hung sát quỷ nâng lên hai tay, vội vàng lúc lắc nói. Trác Phàm khẽ gật đầu,
liền dương cánh bay về phía cổ Tam Thông chỗ, chờ một lúc lại bay trở về, nhìn về phía chúng nhân nói, chúng ta đi. Cái kia cổ Tam Thông đuổi tới làm sao bây giờ? Hung sát quỷ Trần chờ một chút, hỏi. Không sao, ta cùng tiểu tử kia nói, chúng ta đi xa hơn một chút địa phương cho hắn tìm dược tài, mà lại nơi đó còn có bát phẩm linh dược, cần 3 ngày thời gian, hắn lập tức liền đáp ứng. Thế nhưng là đợi đến hắn trở lại thói cũ, truy đi lên thời điểm, chúng ta bẫy dập sớm đã bố trí thỏa đáng. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái tà ác nụ cười. Ma Sách tứ quỷ giật mình, cùng nhau lên tiếng, bẫy dập. Không tệ, dụ bắt thiên vũ mạnh nhất, bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông bẫy dập. Trác Phàm tà tiếu liên tục, trong mắt lóe lên tình thế bắt buộc tinh quang. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một tòa cao trăm trượng núi cao nguy nga lên, từ nam đáo bắc, theo tây chí đông, theo thứ tự lấy hình dạng xoắn ốc, đứng sừng sững lấy 4 tòa từ thấp đến cao sơn phong. Đỉnh núi đỉnh đầu bao phủ một mảnh đen nghịt mây đen, thỉnh thoảng có sấm sét nện xuống. Thế nhưng là những thứ này so thùng nước còn lớn hơn được nhiều lôi quang, mặc kệ nện ở đâu, đều sẽ theo cái này 4 ngọn núi cao, như một đầu lôi long giống như xoay quanh mà lên, lần nữa trở lại cái kia đen nghịt trong mây đen. Đón lấy, lần nữa nện xuống. Thả mắt nhìn đi, quả thực cũng là từng cái lôi long vờn quanh đỉnh núi, tuần hoàn qua lại, vĩnh không dừng. Cái này, cũng là Tích Lôi Sơn, chân núi, Trác Phàm nhìn qua cái này hùng vĩ cảnh tượng, mở miệng hỏi. Ma Sách tứ quỷ, ào ào gật đầu, trên mặt đều lộ ra không dám nhớ lại chua xót khuôn mặt. Hung sát quỷ càng là đầy mặt buồn sắc. Nói quá khó khăn quá khứ, chúng ta bị vây ở chỗ này 6-70 năm, mỗi ngày bị mấy chục ngàn đạo lôi điện đuổi theo chạy, sợ ý một chút liền sẽ bị cái kia sấm sét bổ xuống kinh ngạc, đau nhập nội tâm. Nếu không phải cái nào người ngu ngốc đem cấm chế này mở ra một lỗ hổng, để cho chúng ta chạy ra đến, nếu như không được chúng ta bây giờ đã hoàn toàn không có sống sót dũng khí, chúng ta những năm này qua được thật sự là quá khó khăn, oa. Nói. Hung sát quỷ chỉ phía tây một khối sườn đồi, liền khóc lớn lên. Còn lại 3 quỷ gặp, cũng không khỏi đến thẳng rơi nước mắt. Lệ Kinh Thiên nhìn lấy đây hết thảy, gương mặt ngăn không được hung ác run rẩy. Vốn là rất khó chịu, rất đáng giá đồng tình một việc, bị bọn gia hỏa này nói ra miệng, làm sao lại như thế cảm giác khó chịu. Riêng là người ta cứu ngươi, mặc kệ người kia là ai, đều tính toán là các ngươi ân nhân đi. Các ngươi không cảm ơn cũng liền thôi, còn quản người ta gọi ngu ngốc, thiên hạ có dạng này người sao? Trác Phàm thì sẽ không vì bọn họ cái này nước mắt cá sấu mà động cho, chỉ là xa xa nhìn về phía khối kia sườn đồi chỗ, trong mắt khẽ nhúc nhích, đối phương chẳng những không phải là đồ ngốc, hơn nữa còn không phải không có ý phá vỡ cấm chế này. Há, chẳng lẽ người kia là có ý thả bọn họ đi ra? Lông mày nhíu lại, Lệ Kinh Thiên ngạc nhiên nói. Trác Phàm khẽ gật đầu, cười nói, cấm chế này mặc dù là nhập gia tùy tục, tại tòa dạng núi này thiên nhiên đại trận trên cơ sở bố trí xuống, nhưng lại bố đến cực kỳ tinh tế, ít có lỗ thủng. Cái kia vách núi, cũng là số lượng không nhiều mấy cái một trong. Trừ phi là trong tay hành gia, nếu không tuyệt khó nhìn ra. Cái gì, người kia là cố ý, cái kia chúng ta 4 người đi ra, tại sao không thấy được hắn bóng người? Chỉ một thoáng. Cái kia tứ quỷ không khóc, chỉ là lẫn nhau nhìn xem, đều là rất là kỳ lạ. Bọn họ tự hỏi, giống như trừ 4 người bọn họ lẫn nhau ở giữa bên ngoài, coi như trong tông môn cũng không có bằng hữu nào. Người nào sẽ như vậy hảo tâm, đến có ý thả bọn họ đi ra. Sờ mũi một cái, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, người kia làm như thế, tất nhiên có hắn mắt. Thế nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra, hắn hành động, lại thành toàn lão tử. Ha ha ha, tốt, không cần nghĩ nhiều như vậy, ngay sau đó chúng ta điều quan trọng nhất, là bố trí xuống trận pháp, chờ cổ Tam Thông vào cuộc. Ta nhìn cái này 6 cấp trận thức chỉ bất quá có chút tàn khuyết, đợi ta thật tốt tu bổ một phen, nhất định làm cho nó uy lực gấp bội. Trác Phàm chỉ ngọn núi kia, cười to lên. Lệ Kinh Thiên khẽ gật đầu, nhưng là một hồi lại cau mày nói, Trác quản gia, ngài thì có thể xác định tiểu tử kia hội vào trận sao? Nếu là hắn nhìn đến cái này trận thức, phát giác đó là cái bẫy, thủ chờ chúng ta ở bên ngoài làm sao bây giờ? Dùng khỏe ứng mệt, chúng ta nhưng là cùng hắn hao tổn không đi xuống. Ngươi yên tâm đi, như là người khác có lẽ sẽ không dễ dàng đi vào,
nhưng hắn nhất định sẽ tiến đến. Chỉ vì hắn bất bại ngoan đồng biệt hiệu, cả đời chưa bao giờ bại qua. Người không có trải qua thất bại, liền sẽ tự đại, mà tự đại, liền sẽ mù quáng. Ta tin tưởng, dưới gầm trời này không có so cổ tam thông càng dễ lừa hơn thần chiếu cường giả. Hơi nhếch khóe môi lên lên, Trác Phàm trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Lệ Kinh Thiên duỗi ra một cái ngón tay cái, tán thưởng lên tiếng, Trác quản gia quả nhiên thấy rõ nhân tâm chi sâu, người phi thường đi tới, lão phu bội phục cực kỳ a. Tốt, người cũng đừng vuốt mông ngựa, tuy nhiên ta đoán bình tĩnh hắn hội vào trận, nhưng là người này thực lực thâm bất khả chắc, có thể hay không thuận lợi bắt, vẫn là hai chuyện. Chỉ mong dựa vào cái này thiên nhiên đại trận trên cơ sở 6 cấp trận thức, cộng thêm hai người chúng ta khống chế, có thể một lần hành động thành công a, nếu không. Trác Phàm nhướng mày, thật dài thở dài. Ma sách tứ quỷ nghe đến, thì là vội vàng nhảy dựng lên, khàn khàn cuống họng kêu lên, vậy chúng ta làm gì? Các ngươi ở trong trận hô ứng, phối hợp với hai người chúng ta, nhiễu loạn cái kia cổ tam thông. Không muốn, chúng ta cũng muốn nếm thử khống chế trận pháp tư vị. Trước kia tại Ma Sách Tông, tất cả mọi người không để chúng ta bốn người động trận pháp, rõ ràng cũng là tại kỳ thị chúng ta. Tứ quỷ bất mãn hướng Trác Phàm kháng nghị nói. Trác Phàm tức xạ mặt lại rơi xuống, trong lòng thầm than. Cái này bốn cái tiểu bạch si, người ta không để cho các ngươi động trận pháp, chính là sợ các ngươi thêm phiền, nói là kỳ thị cũng không đủ. Sau đó nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói, ta cũng kỳ thị các ngươi, một hồi ta bố trận lúc, khác mẹ hắn cho ta loạn động trận pháp. Còn có, cổ tam thông tiến trận về sau, các ngươi muốn nghe theo mệnh lệnh, cho ta ra sức một chút, không phải vậy lời nói. Trác Phàm ngón tay động động, tứ quỷ lập tức thân thể rung động, hướng về sau co rụt lại, liên tục không ngừng gật đầu. Chỉ là tại bọn họ xoay người trong tích tắc, lại là lộ ra vạn phần ủy khuất thần sắc, dưới chân oán hận đá lấy thạch đầu, tâm lý làm sao cũng nghĩ không thông. Vì cái gì tất cả mọi người muốn kỳ thị bọn họ đây, bốn người bọn họ ma đạo anh kiệt như thế ưu tú, làm sao lại không nhận chào đón. Nhìn lấy bốn người có chút hiu quạnh bóng lưng, Lệ Kinh Thiên một trận lắc đầu bật cười, cùng Trác Phàm liếc nhau, đối cái này bốn cái tên dở hơi đều là dở khóc dở cười. Ba ngày sau, một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, cổ tam thông bóng người xuất hiện tại cái này Tích Lôi Sơn dưới chân. Chỉ là cùng ba ngày trước khác biệt là, cái này Tích Lôi Sơn đỉnh mây đen, đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Khí trời phá lệ sáng sủa, bốn phía chim hót hoa nở, chỉ có cái kia không có một ngọn cỏ Tích Lôi Sơn, còn có cái kia nham thạch ở giữa thỉnh thoảng xẹt qua sấm sét, đang nhắc nhở mọi người, nơi này đã từng là lôi hải bốc lên chỗ. Thế nhưng là cổ tam thông lại là nhất thời nhìn không ra, chỉ hơi hơi nhún nhún chóp mũi, hướng về trên núi hét lớn lên tiếng, các ngươi sáu cái tên khốn kiếp, thua thiệt tiểu gia như thế tín nhiệm các ngươi, lại cho tiểu gia chạy trốn. Các ngươi có biết hay không, tiểu gia có thể ra đến lúc không nhiều. Các ngươi không tranh thủ thời gian tìm càng nhiều dược tài đi ra cho ăn tiểu gia hội tiếc nuối cả đời. Lần tiếp theo đi ra uống thuốc tài, cũng không biết lúc nào. Nghe lấy, ta biết các ngươi trong núi, tranh thủ thời gian cho tiểu gia lăn ra đến, tiểu gia nhìn thời gian cấp bách thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu để cho tiểu gia tự mình bắt các ngươi đi ra, hừ hừ, cái kia hạ chàng nhưng là không nhất định. Cổ tam thông hài đồng giống như non nớt tiếng nói cười lạnh liên tục, âm thanh truyền trăm dặm. Thế nhưng là, cái kia bên trong dãy núi lại là không có một chút động tĩnh. Cổ tam thông sắc mặt giận dữ, hét lớn lên tiếng tốt. Cái này là các ngươi tự tìm. Nhìn tiểu gia đem các ngươi bắt đi ra, làm sao thu thập các ngươi. Vừa dứt lời, nhưng nghe một tiếng đụng tiếng vang, cổ tam thông đã là đột nhiên hướng Tích Lũy núi vị trí trung tâm bay đi. Thế nhưng là, hắn mới vừa tới đến bốn ngọn núi ở giữa, cái mũi run run, muốn dò xét Trác Phàm bọn người vị trí, lại là hô một tiếng, cuồng phong gào thét. Đón lấy, bốn phía một trận biến hóa, bị cuồn cuộn khí lưu màu đen bao trùm. Cái kia bốn ngọn núi nhất thời bị dìm ngập tại che trời trong bóng đen, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, đỉnh đầu sấm sét nổ vang, tản ra điện quang lôi vân đen kịt áp xuống tới, giống như một cái nắp nồi bự, đem cổ tam thông triệt để cái tiến đi. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, cổ tam thông không khỏi kêu lên sợ hãi, trận pháp. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên phân biệt giấu ở cái này bốn phong bên trong tối cao cùng lùn nhất hai ngọn núi trong sơn động.
khống chế trận pháp, hô ứng lẫn nhau. Nhìn thấy Cổ Tam Thông cái kia vẻ kinh ngạc, đều là cười lạnh liên tục. Hắc hắc hắc, bất bại ngoan đồng, người nhà rốt cục vào cuộc. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang nổ vang, rơi vào trên vách núi. Chỉ một thoáng, liền gặp một đầu lôi long dọc theo bốn phong xoay quanh mà lên, đem trọn cái đỉnh núi vây tại sấm sét bên trong, lần nữa trở thành cho dù là thần chiếu cao thủ cũng không trốn thoát được lôi điện cấm chế. Cổ Tam Thông thân thể lắc một cái, mi đầu sâu nhăn, che lỗ tai, chán ghét nói, đáng chết hỗn đản, bày trận pháp gì không tốt, hết lần này tới lần khác là lôi trận. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên hai người nghe đến, càng là cười to lên. Ha ha ha, cũng là lôi trận mới có thể chỉ ngươi cái này tiểu quái vật, cái này nha quả nhiên sợ sấm a. Lệ lão, một hồi chúng ta trước cho hắn đến điểm món ăn khai vị, nhưng là phải cẩn thận, có lẽ cái này lôi điện đối với hắn thương tổn rất lớn, ta cũng không muốn đem hắn giết chết, ta muốn sống. Trác Phàm trong trận truyền âm cho Lệ Kinh Thiên. Lệ Kinh Thiên không sai gật đầu, cười to lên, ta minh bạch Trác quản gia ý tứ, dù sao lãng phí nhiều như vậy dược tài, cũng không thể uổng phí. Yên tâm đi, lão phu có chừng mực. Kết quả là, hai người lần nữa cười lớn một tiếng, liền bắt đầu kết ấn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn phát ra, mấy trăm đạo lôi long từ trên trời giáng xuống, trực kích Cổ Tam Thông trán. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang không ngừng phát ra, tại sấm chớp ở giữa, Cổ Tam Thông thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn thoáng chốc bị nện xuống lòng đất, tạo nên một mảnh bụi mù. Trác Phàm vội vàng dừng lại, một mặt quan tâm nhìn về phía chỗ đó, hét lớn, chờ một chút, tiểu tử này làm sao tuyệt không chống cự. Chẳng lẽ nói, cái này lôi điện đối với hắn là chí mạng tính. Vậy liền phiền phức, ta cũng không muốn để hắn chết. Trác quản gia, bằng không lão phu đi xem một chút. Lệ Kinh Thiên đề nghị. Trác Phàm nhíu mày, chần chờ không chừng, thế nhưng là chờ cái kia bụi mù tán đi, để hai người không thể tin được một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia thâm cốc mặt đất đã là bị Cổ Tam Thông đập ra một cái cự hình hang lớn, giống như sao băng nện qua đồng dạng. Thế nhưng là Cổ Tam Thông nhưng như cũ êm đẹp đứng ở nơi đó, bịt lấy lỗ tai, quệt mồm, khắp khuôn mặt là căm ghét chi sắc, mà ngay cả một điểm vết thương đều không có. Làm sao có thể, cái này lôi điện hẳn là hắn nhược điểm a. Trác Phàm không thể tin hét to lớn tiếng, mi đầu thật sâu nhăn lại, trầm ngâm một trận quát to, yêu ma quỷ quái. Ma sách tứ quỷ, các ngươi ở bên nhiễu loạn, cho lão tử thấy rõ ràng một chút, hắn là làm sao cản lôi điện. Lệ lão, chúng ta lần này thêm đại uy lực. Vâng, còn lại 5 người đều là hô to một tiếng, tứ quỷ liền hóa thành 4 đạo hư ảnh cười tà hướng Cổ Tam Thông bơi đi, Lệ Kinh Thiên thì là cùng Trác Phàm cùng một chỗ vội vàng kết ấn. Khặc khặc khặc, nghe lấy cái kia quát kêu thanh âm truyền đến, Cổ Tam Thông cái mũi không khỏi đứng thẳng động một cái. Oán hận nhìn bốn phía hư ảnh, quả nhiên là mấy người các ngươi đang làm trò quỷ, ta ngửi ra các ngươi vị đạo. Tranh thủ thời gian dừng lại trận pháp này, tiểu gia ghét nhất xét đánh. Hắc hắc hắc, cái này lôi điện quả nhiên là ngươi cái này tiểu quái vật khắc tinh, chúng ta đều không ngừng dưới, ngươi có thể bắt chúng ta thế nào? Hung sát quỷ cười lớn một tiếng, hóa thành hư ảnh nhất thời tiến lên thừa cơ đánh Cổ Tam Thông nhất quyền. Thế nhưng là một quyền này xuống tới, Cổ Tam Thông vẫn như cũ bịt lấy lỗ tai, thẳng tắp đứng đấy, không nhúc nhích, chỉ là giống đứa bé một dạng quệt mồm, có chút tức giận. Thế nhưng hung sát quỷ lại là xẹp lấy một khuôn mặt, dao động cổ tay, nhanh khóc lên, mẹ hắn, tiểu tử này thân thể cứng đến bao nhiêu a? Đánh hắn nhất quyền, lão tử quyền đầu đều nhanh vỡ nát. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời mấy ngàn nói lôi long hướng về Cổ Tam Thông phương hướng rơi xuống. Rầm rầm rầm, âm thanh sấm sét không ngừng bạo hưởng, Cổ Tam Thông nơi ở, đã là bị cuồng bạo lôi long nện thành một vùng phế tích. Như thế uy lực, liền xem như thần chiếu đỉnh phong cường giả gặp phải, cũng tuyệt đối khó mà may mắn thoát khỏi. Thế nhưng là Trác Phàm hai người lại không thể cam đoan, dạng này tuyệt cường công kích, có thể đối Cổ Tam Thông hữu hiệu. Bởi vì hắn là, thiên vũ mạnh nhất bất bại ngoan đồng. Chăm chú nhìn cái kia bụi mù tràn ngập chỗ. Chờ lấy nó tiêu tán, Trác Phàm trái tim đều nhanh nhấc đến cổ họng nhi bên trong. Thế nhưng là chờ cái kia bụi mù tán đi về sau, Trác Phàm lại là mãnh liệt đồng tử co rụt lại, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, quả thực không thể tin được đây là thật.
chỉ thấy Cổ Tam Thông vẫn như cũ hai tay bịt lấy lỗ tai, tư thế không thay đổi đứng tại chỗ, thế nhưng là cái kia sắc mặt lại là càng ngày càng âm trầm, tựa hồ tương đương sinh khí. Ma sách tứ quỷ, hắn đến tột cùng là làm sao cản lôi điện? Các ngươi tại bên cạnh hắn, chắc là nhìn đến rõ ràng nhất. Trác Phàm cơ hồ là gầm thét truyền âm hỏi. Ma sách tứ quỷ hóa thành bốn đạo màu xám hư ảnh tại Cổ Tam Thông chung quanh đi loanh quanh, lại là một trận kinh khủng, run giọng báo cáo Trác. Trác quản gia, tiểu tử này căn bản không có cản một chút lôi điện. Cái kia vạn đạo lôi điện bổ ở trên người hắn, thì cùng người không việc gì một dạng, cứ như vậy đứng đấy. Ma sách tứ quỷ lời còn chưa dứt, Trác Phàm đã là không thể tin ngồi liệt trên mặt đất, thì thào lên tiếng, chẳng lẽ nói, lôi điện cũng không phải là tiểu tử kia nhược điểm. Ta phán đoán ra sai. Trác quản gia, làm sao bây giờ? Tiểu tử kia một mực tại trong trận hao tổn, chúng ta cũng không làm gì được hắn, lâu nhất định xảy ra vấn đề. Chờ hắn sau khi ra ngoài, tìm chúng ta tính sổ sách, chúng ta thì hết. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, Trác Phàm trầm ngâm một trận, đối Lệ Kinh Thiên nói, Lệ lão, coi như cái này lôi điện cũng không phải là hắn nhược điểm, lúc trước hắn đối lôi điện gào thét, cũng chỉ là chán ghét lôi điện mà thôi, coi như ta tính ra sai lầm. Nhưng cái này trận thức, dù sao cũng là thiên nhiên đại trận cơ sở phía dưới 6 cấp trận thức, chúng ta làm ra tất cả lực lượng cường công hắn. Coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng muốn để hắn mài chút ra, có lẽ liền thành công đâu. Tốt, Lệ Kinh Thiên gật đầu một cái, lập tức kết ấn. Trác Phàm thì là thở dài, trong lòng một trận ai thán. Tuy nhiên hắn nói như thế, tựa hồ là được ăn cả ngã về không. Thế nhưng là sớm tại bảy trận trước đó, hắn liền đã nghĩ tới hội thất bại. Bởi vì lôi điện là Cổ Tam Thông nhược điểm, cái tiền đề này cũng là hắn phỏng đoán, hắn căn bản chính là cầm tất cả mọi người mệnh tại đánh cược. Kế hoạch này xác suất thành công, cũng là 5 năm số lượng. Chỉ bất quá hắn qua nghĩ đến cái này Cổ Tam Thông, cho nên mới tại chỉ có ngũ thành nắm chắc tình huống dưới, đem tất cả mọi người mệnh bồi ở chỗ này. Nhưng dù vậy, hắn cũng muốn tốt đường lui. Chỉ là cái kia đường lui, cũng chỉ có 5 năm số lượng. Nếu là lại bị Cổ Tam Thông nhìn thấu, hắn cũng chỉ có nhận mệnh. Nói thật, hắn lần này xác thực rất mạo hiểm, cho nên tại đều không giống hắn bình thường tác phong. Trác quản gia, ta đã chuẩn bị tốt, ngươi thế nào? Lệ Kinh Thiên truyền âm tới. Trác Phàm thở dài một hơi, trong tay kết ấn, gật đầu nói, ta cũng tốt, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, hai người ấn quyết đủ đánh. Bỗng nhiên, lôi vân phun trào, sấm sét vang dội. Tại cái kia hùng hậu, đen kịt phân ảnh bên trong, đúng là chớp động ra mấy trăm ngàn đạo lôi quang. Cái kia uy lực khoảng cách, liền toàn bộ Tích Lôi Sơn cũng nhịn không được run run, cho nên ngay cả cái này 6 cấp trận thức bản thân đều không chịu nổi dạng này uy lực. Ma sách tứ quỷ nhìn đến một trận trợn mắt hốc mồm, hoảng sợ kêu to, ào ào tránh tán. Lần này, bọn họ cũng không dám lại tại Cổ Tam Thông chung quanh du đãng. Bởi vì lần này cùng hai lần trước khác biệt, chỉ là cái này lôi điện rơi xuống giữa âm, khả năng liền sẽ để bốn người bọn họ thịt nát xương tan. Cổ Tam Thông bưng bít lấy hai lỗ tai nhìn một chút, không trung lóe như ban ngày sấm sét, trong mắt tức giận càng sâu. Cổ Tam Thông, một kích này ngươi như còn có thể chịu đựng, cái kia có lẽ chính là ta Trác Phàm kiếp số. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm chợt cắn răng một cái, trong nháy mắt ấn quyết lại biến. Oanh! Mấy trăm ngàn nói sấm sét cùng nhau chạy xuống, như vạn mã lao nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, liền quấn quanh cùng một chỗ, hình thành một đầu như dãy núi núi non trùng điệp giống như to lớn lôi long, gào thét xuống. Cái kia cỗ hủy thiên diệt địa thanh thế, giống như muốn đem mặt đất tất cả mọi thứ đều chìm ngập đồng dạng. Trác Phàm đã có thể nghĩ đến, cái này lôi long xông lên phía dưới, toàn bộ Tích Lôi Sơn hủy, trong vòng phương viên trăm dặm cũng nhất định không có một ngọn cỏ, thi hài khắp nơi. Chỉ có bọn họ khống trận người, mới có thể may mắn còn sống sót. Như thế đồ thán sinh linh, vốn không phải là ước nguyện của hắn. Thế nhưng là hắn là ma hoàng, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Vì được đến bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông cái này một sự giúp đỡ lớn, hắn cũng sẽ không thương tiếc những cái kia không thân chẳng quen sinh linh. Giống, chấn thiên triệt để gào rú, từ trên trời giáng xuống. Cổ Tam Thông cảm thụ lấy cái kia uy áp mạnh mẽ ép thẳng tới mặt, chói mắt ánh sáng để ánh mắt hắn nhìn không được hư nheo lại,
Điếc tai nổ vang đã làm cho hắn hai lỗ tai ngắn ngủi tính mất nghe được. Rốt cục, hắn bịt lấy lỗ tai một cái tay buông ra, chậm rãi bóp thành một cái nhỏ nhắn quyền đầu. Đón lấy, ông. Nhất quyền ngút trời giơ lên, trực đảo Lôi Long Long đầu, lại phát ra quỷ dị ba động. Cổ Tam Thông không có nhìn cái kia Lôi Long liếc một chút, sắc mặt bình tĩnh, nhưng là cái kia trên nắm tay vô hình ba động, lại như là một đạo sao băng ngút trời đồng dạng, dọc theo cái kia Lôi Long rơi phía dưới hướng, chỉnh chỉnh đối cứng trở về. Mà phàm là đạo này ba động chỗ đi qua địa phương, lôi điện trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó mọi người liền có thể kinh dị nhìn đến, cái kia Lôi Long từ long đầu bắt đầu, từng bước một tán loạn, hóa thành một chút ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Sau cùng đạo này ba động xông lên trời, ầm vang một tiếng, xông thẳng tới chân trời. Không chung cái kia như nắp nổi giống như đen nghịt lôi vân, cũng trong nháy mắt nổ tung một cái phương viên một dặm hang lớn, dẫn tới cái kia trên 9 tầng trời ánh sáng mặt trời, vùng vãi ở cái này nhiều năm bị lôi vân bao trùm địa phương. Phốc! Một tiếng vang trầm, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, đã là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy cái kia uyển như là chiến thần đứng lặng trong cốc Cổ Tam Thông, còn có không trung phá vỡ một cái động lớn, hai người nhìn không được cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh. Bất bại ngoan đồng, quả nhiên bất bại, quả thực mạnh quá bất hợp lý. Khó trách năm đó có thể lấy một địch nước, đến bất bại danh xưng. Trác Phàm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, lần này, là ta bại. Lệ lão, kết ấn đem cái kia lôi vân bổ sung, lại nhốt hắn một hồi, chúng ta rút lui. Cái này bất bại ngoan đồng, không phải ta có khả năng thu phục. Hoặc là nói, có cơ hội lời nói, chờ sau này đi. Lệ Kinh Thiên giật mình, đây là hắn lần đầu tiên nghe được Trác Phàm nói từ bỏ chi ngôn. Bất quá nhìn một chút cái kia lạnh nhạt đứng thẳng Cổ Tam Thông, tại 6 cấp đại trận bên trong, còn có thể dễ dàng nhất quyền phá thiên, Lệ Kinh Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ai thán. Dạng này quái vật, không phải phàm nhân có khả năng khống chế. Mặc dù nói Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng thuộc về quái vật hàng ngũ, nhưng cùng cái này tiểu quái vật so ra, thì chỉ có thể coi là tiểu vu gặp đại vu. Lệ Kinh Thiên một trận cười khổ, cùng Trác Phàm đồng thời kết ấn, tu bổ không trung lôi vân chỗ sơ hở kia. Đồng thời truyền âm cho tứ quỷ bọn họ, để bọn hắn mau chóng rút lui. Hiện tại bọn hắn vận dụng trận pháp, đã không phải vì bắt được cái này bất bại ngoan đồng, mà chỉ là trì hoãn một chút hắn thời gian. Nếu không lời nói, bọn họ chỉ có thể chết không có chỗ chôn. Như thế cảm giác bất lực cảm giác, hắn cùng Trác Phàm đoán chừng đều là lần đầu tiên gặp phải. Riêng là Trác Phàm, tâm kế chồng chất, tính toán không bỏ sót, nhưng như cũ cầm tiểu gia hỏa này không thể làm gì. Hắn cũng chỉ có thể thầm than, dốc hết toàn lực. Thực lực tuyệt đối, quả nhiên so bất luận cái gì kế sách, đều cường đại hơn vạn lần. Thế mà, nhìn lấy đỉnh đầu cái kia mảnh mây đen lập tức muốn lần nữa đoàn tụ, Cổ Tam Thông lại là mi đầu một lập, nộ hống lên tiếng, các ngươi 6 cái quá đáng giận, tiểu gia không phải nói à, tiểu gia ghét nhất sét đánh, các ngươi thế mà còn muốn đặt mìn trận, hừ. Hừ lạnh một tiếng, Cổ Tam Thông không khỏi chân phải mạnh mẽ giẫm chỗ, chân trái lại giẫm một cái. Liên tục 2 lần giậm chân, làm đến toàn bộ Tích Lôi Sơn giống như động đất đồng dạng, 4 ngọn núi càng không ngừng lay động. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên lung lay thân thể, trong lòng kinh hãi, lại là không rõ ràng cho lắm. Nhưng là sau một khắc, làm cho tất cả mọi người đều run như cầy sấy sự tình phát sinh. Chỉ thấy Cổ Tam Thông nắm chặt song quyền, đứng ở hai bên, trong mắt ngưng tụ, hung hăng bắt lấy, phảng phất tại tụ lực. Đón lấy, liền đột nhiên hướng hai bên một đập. Ông, lại là một đạo vô hình ba động hướng 4 phía khuếch tán ra, mà theo ba động truyền ra, toàn bộ không gian cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Lấy Cổ Tam Thông làm trung tâm, 4 phía mặt đất bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bột mịn. Một cỗ vô hình năng lượng tại hướng 4 phía chậm rãi khuếch tán, thế nhưng là tốc độ lại càng lúc càng nhanh, những nơi đi qua, đều là hóa thành một mảnh bụi. Trác Phàm trong mắt nhìn không được co rụt lại, hét to lớn tiếng, tiểu tử này lực lượng vậy mà như thế nghịch thiên, nhất quyền chi uy, liền hư không đều có thể chấn động. Chạy mau, 6 cấp trận thức tại tiểu tử này trước mặt, cùng giấy không có gì khác biệt, chúng ta căn bản khốn không được hắn. Còn có, thực sự chạy không hướng lòng đất chui. Nghe được lời này,
Lệ Kinh Thiên không khỏi quá sợ hãi. Tuy nhiên hắn biết cổ tam thông nghịch thiên, nhưng cũng không nghĩ tới nghịch thiên đến như thế nghịch thiên trình độ, liền sáu cấp trận thức loại này có thể nhẹ nhõm khóa lại thần chiếu cao thủ mấy chục năm cấm chế, cũng không thể không biết sao hắn mảy may. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Thế nhưng là, không chờ bọn họ chạy ra hai bước, cỗ năng lượng kia lại là trong chốc lát tản ra, dọc theo đường chân trời khuếch tán ra. Oanh! Trong vòng phương viên trăm dặm, trong nháy mắt bị bụi mù đảo qua, tràn ngập tại nồng đậm bụi trong sương mù. Chờ bụi mù tán đi về sau, thu vào tất cả mọi người tầm mắt, lại là khiến người ta ngăn không được trái tim ngưng đập, hoảng hốt không thôi. Chung quanh tất cả mọi thứ, mục đích chỗ có thể đụng chỗ, đều là đã là biến đến trống rỗng, không có gì cả. Chỉ là tại cái này trong nháy mắt, cổ tam thông vậy mà liền đem phương viên trăm dặm đều san thành bình địa. Đến mức cái này thích lôi sơn cùng lôi vân, thì càng thêm biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên từ dưới đất leo ra, nhìn bốn phía, đã là kinh hãi nói không ra lời. Tứ quỷ cũng là từ dưới đất bò ra ngoài, bốn phía nhìn một vòng, miệng mở lớn, cơ hồ có thể bỏ vào 10 quả trứng vịt, trong lòng sớm đã dọa đến sợ đến vỡ mật. Gan nhỏ quỷ càng là run rẩy ôm đầu, muốn cả đời đem chính mình chôn dưới đất. Lại cũng không muốn nhìn thấy tiểu quái vật kia mặt. Cái này cổ tam thông cũng không tránh khỏi thật đáng sợ a, nếu không phải Trác quản gia thời khắc mấu chốt nhắc nhở bọn họ hướng trong đất chui, bọn họ hiện tại đoán chừng thì đều muốn thịt nát xương tan. Hung sát quỷ lắc lắc đầu, trong lòng cảm thán. Ai, bất bại ngoan đồng cũng là bất bại ngoan đồng, thật biến thái a, về sau cũng không tiếp tục cùng hắn là địch, coi như bị cái kia Trác quản gia hành hạ chết, cũng không làm cái này nơm nớp lo sợ việc. Tứ quỷ liếc nhau, trong lòng âm thầm thề, thế nhưng là bọn họ không biết là, hiện tại cổ tam thông chính là một mặt lạnh lùng đứng sau lưng bọn họ, nhìn lấy bọn hắn cái kia bốn cái mặt mày xám xịt cái ót, trong mắt lóe lên từng trận sát ý. Bốn người các ngươi tên khốn kiếp, cuối cùng bị tiểu gia tìm tới. Đột nhiên, một trận thâm trầm hừ lạnh tại bốn người thân thể sau phát ra. Bốn quỷ không hay một cái thông minh, thân thể cứng ngắc chuyển qua đầu. Lại là nhất thời đối với thượng cổ tam thông cái kia phẫn nộ song đồng. Không khỏi dọa đến một trận hoảng hốt, bốn người vội vàng run rẩy đem đầu chôn dưới đất, không dám nâng lên lại nhìn hắn một cái. Cổ tam thông nhẹ nhàng sờ mũi một cái, lãnh mang theo bốn người bọn họ trước người từng cái đảo qua, tức giận hừ lên tiếng, vừa mới là ai đánh tiểu gia nhất quyền, đứng ra. Là hắn. Vừa dứt lời, tứ quỷ đầu còn không có nâng lên. Còn lại ba quỷ liền rất không có nghĩa khí cùng nhau giơ ngón tay lên, chỉ hướng hung sát quỷ phương hướng. Thấy tình cảnh này, hung sát quỷ thật hận không thể nhấc chân hung ác đá cái này ba cái không có nghĩa khí đổ vật cái mông, nhưng là tại cổ tam thông cái kia lạnh lẽo dưới ánh mắt, lại là hai chân như nhũn ra. Đừng nói giơ chân lên, cho nên ngay cả đứng cũng không vững. Chỉ là lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, ủy khuất nói, ngài đừng trách ta cũng không muốn. Là có người bức ta làm như vậy. Há, là ai? Nghi đầu hơi hơi lắc một cái, cổ tam thông song quyền đã là chăm chú nắm lại, phát ra rắc thanh âm. Ưng ực một tiếng nuốt ngụm nước bọt, hung sát quỷ trầm ngâm một trận, vừa muốn lên tiếng, là. C-K-I-T-T-T. Đột nhiên, hung sát quỷ thân thể lắc một cái, miệng mở lớn, lại là rốt cuộc không phát ra được âm thanh đến, giống như là có một cái bàn tay vô hình. Chăm chú nắm được hắn cổ họng đồng dạng. Đồng thời, một trận kinh hỉ gọi tiếng vang lên bên tai mọi người, cổ tam thông, người rốt cục tới. Cảm ơn trời đất, không phải vậy chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn không gặp được ngươi. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên hai người, kéo lấy mỏi mệt thân thể, lảo đảo đi vào trước mặt mọi người. Thế nhưng là so với Lệ Kinh Thiên cái kia cảnh giác sắc mặt, Trác Phàm lại là một mặt kinh hỉ, không có chút nào phòng bị lòng dạ mở rộng. Vừa thấy mặt thì cho cổ tam thông một cái thật sâu ôm ấp. Lần này, tứ quỷ mới hiểu được cái này hung sát quỷ vì sao không thể nói chuyện, nhất định là Trác Phàm lại sử dụng huyết tầm bắt hắn cho chế trụ. Giờ này khắc này, hai cái có thể quyết định bốn người bọn họ sinh tử nhân vật đồng thời tại chỗ, đắc tội ai cũng là một con đường chết. Cái kia ba quỷ thì là vội vàng lại đem đầu vùi vào trong đất, không dám nhìn bọn họ liếc một chút. Hung sát quỷ lại là gương mặt mãnh liệt quất. Đầu đầy mồ hôi lạnh, trong lòng lo sợ. Thời khắc lo lắng đến Trác Phàm, có thể hay không vì bảo toàn chính mình,
mà đem hắn giết người diệt khẩu. Nhẹ nhàng đem Trác Phàm đẩy ra, Cổ Tam Thông lạnh lùng theo dõi hắn, trong mắt tràn đầy oán hận. Trác Phàm lại là không khỏi sững sờ, trang thành một mặt vô tội tướng, kỳ quái nói, làm sao? Vì sao phải trốn chạy, tại sao muốn ở chỗ này bố trí xuống lôi trận hại ta? Cổ Tam Thông lạnh lùng lên tiếng, Lệ Kinh Thiên không lưu loát nuốt ngụm nước bọt, toàn thân giật mình cứng ngắc, tứ quỷ càng là run rẩy thân thể không dám nói lời nào. Chỉ có Trác Phàm một mặt rất là kỳ lạ, mười phần tự nhiên trang ra kinh ngạc biểu lộ, hỏi ngược lại, người đang nói cái gì, người nào đặt mìn trận? Chẳng lẽ nơi này lôi trận không phải là các ngươi bố? Nói nhảm, nếu là chúng ta bố, chúng ta sẽ còn bị nhốt ở bên trong sao? Trác Phàm trợn mắt một cái, bĩu môi nói. Thế nhưng là lời vừa nói ra, không chỉ có Cổ Tam Thông sửng sốt, liền cái kia tứ quỷ cũng là khẽ giật mình, ào ào nâng lên đầu, trong mắt đều là mê vẻ nghi hoặc. Ngươi nói là, các ngươi cũng là bị nhốt ở trong trận này. Cổ Tam Thông không thể tin nói, vừa mới còn đầy mặt nộ khí, trong nháy mắt liền tiêu tán hơn phân nửa. Khẽ thở dài, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đó là đương nhiên, nếu không lời nói, chúng ta đã sớm đem dược tài lấy cho ngươi trở về. Cái gì, các ngươi là vì cho ta lấy dược liệu, mới bị vây ở chỗ này. Cổ Tam Thông giật mình, còn thừa non nửa hỏa khí, cũng triệt để không còn sót lại chút gì. Trác Phàm lạnh nhạt gật đầu, khoác lác không làm bản nháp, Cổ Tam Thông, ngươi có biết hay không, nơi này tại sao lại có 6 cấp lôi trận? Cổ Tam Thông lắc lắc đầu, một mặt mê mang, đã là sắp rơi vào Trác Phàm cớ trong cạm bẫy. Bởi vì nơi này có một gốc 10 phần chân quý bát phẩm dược tài, cho nên mới có người bố trí lôi trận thủ hộ. Trác Phàm một mặt xác định nói, chúng ta vì giúp ngươi cầm gốc này dược tài, xâm nhập hang hổ, lại bị khốn trụ, khó có thể thoát thân, may mắn ngươi kịp thời đuổi tới. Thế nhưng là, ngươi vì sao nói chúng ta là chạy trốn? Tại trước khi tới, ta không phải đã nói với ngươi, chúng ta là tìm đến dược tài sao? Ách, cái này, Cổ Tam Thông gương mặt một đỏ, nhịn không được xoa xoa tay, phảng phất là một cái phạm sai lầm hài đồng một dạng. Có lẽ là cảm thấy trách oan người tốt, có chút áy náy. Người ta vì chính mình mạo hiểm, chính mình còn trách tội nhân gia, giống như không có đạo lý gì. Trác Phàm gặp, thở dài ra một hơi, cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhau, hai người đều là lộ ra nhẹ nhõm nụ cười. Cái này Cổ Tam Thông tuy nhiên thực lực nghịch thiên, nhưng là tấm lòng son, dù cho so với bình thường người đến, còn lại càng dễ lừa gạt được nhiều. Ma sách tứ quỷ gặp này, lại là hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn. Bọn họ ngay từ đầu e ngại tiểu tử này, cũng là bởi vì hắn thực lực. Thế nhưng là coi như hắn hơn 300 tuổi, cũng chung quy là đứa bé A, rất dễ dụ lừa gạt, làm sao bọn họ thì không nghĩ tới đâu. Thế nhưng là, Cổ Tam Thông vừa nhăn nhó một hồi, liền trở lại thói cũ, chau mày, chỉ hướng hung sát quỷ nói, đã các ngươi là bị nhốt ở bên trong, vậy tại sao bọn họ có thể ở bên trong chờ tới chợt lui, trả cho ta nhất quyền? Các ngươi rõ ràng cũng là có ý nhằm vào ta. Trong lòng không khỏi run lên, chúng người thất kinh, tứ quỷ càng là lần nữa đem đầu vùi vào trong đất, run lẩy bẩy. Lệ Kinh Thiên thì là cái trán chảy ra lạnh lẽo mồ hôi, bờ môi khô khốc, đầy mắt lo âu nhìn về phía Trác Phàm. Tiểu tử này mặc dù là hài đồng tâm trí, nhưng dù sao 300 năm trước đại náo thiên vũ, cái gì không có được chứng kiến. Muốn lừa hắn, cũng không quá dễ dàng. Vốn là đây là Trác Phàm đã sớm kế hoạch tốt, như là không thể đem hắn nhốt ở bên trong, liền dứt khoát đến một chiêu mượn xác hoàn hồn. Theo bố trận người, làm bộ thành người bị hại, hơn nữa còn là vì hắn tiểu quỷ này mà bị hại bị nhốt người, một lần nữa một cách tự nhiên đứng ở trước mặt hắn. Cứ như vậy, một là có thể giải thích thông nhóm người mình ở trong trận nguyên do, hai là có thể tranh thủ tiểu quỷ này đồng tình. Tại không có đầy đủ chứng cứ tình huống dưới, coi như hắn lại hoài nghi, về tình về lý, cũng không thể đối bính mệnh vì hắn tìm thuốc, lại thân hãm hiểm cảnh người động thủ đi. Cho nên ở trong trận, tại chưa có xác định tiểu quỷ kia hoàn toàn bị bắt được trước, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên đều không hề lộ diện, chính là vì cái này mượn xác hoàn hồn kế sách làm chuẩn bị, cũng coi như cho mình lưu điều con đường sau này. Thế nhưng là hảo chết không chết, Trác Phàm chỉ làm cho cái kia ma sách tứ quỷ tiến lên nhiễu loạn, nhưng không nghĩ tới bọn họ vậy mà khẩu suất cuồng ngôn, còn thừa cơ đánh tiểu tử này nhất quyền, bị người ta bắt được chân tướng.
lần này, thì phiền phức. Trác quản gia, nếu không chúng ta bỏ cái này bốn cái tiểu đông tây, cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ đến. Lệ Kinh Thiên nhìn về phía Trác Phàm, nhíu nhíu mày, ánh mắt ra hiệu nói. Trác Phàm trầm ngâm không nói, ánh mắt híp lại, tứ quỷ thì là một mặt khẩn trương nhìn lấy hắn, tựa hồ cũng ý thức được hắn có bỏ xe giữ tướng ý nghĩ, cho nên cũng tất cả đều lo sợ bất an. Nếu là Trác Phàm thật nghĩ để bốn người bọn họ làm dê thế tội, bọn họ thế nhưng là liền biện bạch cơ hội đều không có, liền sẽ bị vài phút giết chết a. Giờ khắc này, tất cả mọi người đứng im. Cổ Tam Thông lạnh lùng nhìn chằm chằm Trác Phàm, chờ hắn một cái trả lời, Lệ Kinh Thiên cũng là nhìn lấy hắn, chờ đợi hắn quyết định, Ma Sách Tứ Quỷ càng là một mặt cầu khẩn nhìn thấy hắn, tràn đầy đáng thương vẻ u oán. Tựa hồ mọi người vận mệnh, đều tại hắn một ý niệm. Ây! Sốt cục, Trác Phàm mở miệng, nhưng lại không có trả lời Cổ Tam Thông vấn đề, mà chính là cười nói, ngươi, hiểu trận pháp sao? Không hiểu, Cổ Tam Thông rất thẳng thắn nói. Ta đoán cũng thế, vậy liền dễ làm. Cổ Tam Thông nhíu chân mày, hung ác nguyết hắn một cái, Trác Phàm vội vàng cười khan nói, ha ha ha. Ngươi đừng hiểu lầm ta ý nghĩ, ta chỉ là muốn cho ngươi kể một câu chuyện, miễn cho ngươi giết lầm người tốt, cả đời lương tâm khó có thể bình an. Sau đó, Trác Phàm vệt một chút miệng, bắt đầu lừa gạt lên, trận thức luận mạnh yếu, có chừng 12 cấp, nhưng căn cứ loại hình, lại có khốn trận, sát trận cùng huyễn trận câu chuyện. Giống vừa mới cái kia lôi trận, là thuộc về sát trận. Bất quá bên trong còn có khốn trận, người phát hiện sao? Cổ Tam Thông suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Xác thực, đi vào về sau không đem cái kia trận thức đánh vỡ, hắn là ra không được. Như vậy, bên trong còn kèm theo huyễn trận, người lại phát hiện sao? Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười quỷ dị. Cổ Tam Thông lắc đầu, trên mặt một mảnh mê mang, người nói là, ta trúng huyễn trận. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền 10 phần kiên định lạnh hừ một tiếng, hừ, không có khả năng, tiểu gia trước kia cũng không phải là chui vào qua huyễn trận. Có thể nói trước mắt thứ gì đều có thể là giả, nhưng lỗ mũi của ta tuyệt sẽ không gạt ta. Đánh ta người cũng là cái kia ra hỏa, còn nói cuối cùng đem tiểu gia bắt được. Hung sát quỷ nhìn đến Cổ Tam Thông nhất chỉ hắn, không khỏi dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng trốn đến gan nhỏ quỷ sau lưng. Mọi người thật sâu liếc hắn một cái, khinh bỉ bĩu môi, đây là hắn cái này lão đại lần thứ nhất trốn đến lão tứ sau lưng đi. Thế mà, đối mặt đây hết thảy, Trác Phàm lại là khoát khoát tay, khẽ cười một tiếng cười nói, ta không phải nói người bị ảo giác mê hoặc, mà chính là hắn bị ảo giác làm cho mê hoặc. Ta hỏi các người bốn cái, các người muốn bắt muốn giết người, thật sự là Cổ Tam Thông sao? Bất giác thân thể chấn động, bốn người cái này mới phản ứng được, nguyên lai Trác quản gia là cho bọn hắn thoát tội. Sau đó cùng nhau lắc đầu, sâu khom người bái thật sâu, lớn tiếng nói, chúng ta trúng huyễn trận, đem ngài nhận thành người khác, thật xin lỗi. Có đúng không, cái kia trong miệng các ngươi tiểu quái vật là ai? Cổ Tam Thông nhướng mày, quát lạnh lên tiếng. Không nói hai lời, bốn người 10 phần có ăn ý chỉ hướng Trác Phàm, là hắn. Gương mặt nhìn không được rút rút, Trác Phàm trong lòng thầm giận. Cứ như vậy, chẳng phải là nói trong lòng bọn họ muốn bắt muốn giết người là hắn sao? Bất quá giờ này khắc này, hắn cũng liền không cùng cái này bốn người tính toán. Cổ Tam Thông thì là nghi ngờ nhìn về phía hắn, ngươi cũng là quái vật. Ách, tại gặp phải ngươi trước, bọn họ xác thực xưng ta là quái vật. Cười xấu hổ cười, Trác Phàm hai tay nắm nắm, phát ra kim loại thanh âm. Sau lưng lôi vân dực triển khai đạo, bình thường người, nào có ta như vậy. Cổ Tam Thông mí mắt run run, liên tục gật đầu, thì ra là thế, ta vẫn cho là người đó là phi hành ma bảo, nguyên lai là mọc tại trên thân thể, thật là đầy đủ quái dị. Lần này, hết thảy thì đều giải thích thông. Cổ Tam Thông tuy nhiên trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng là lại đột nhiên phát hiện, hắn thế mà không tiếp tục hướng bọn họ ra tay lý do. Mọi người cùng nhau hướng Trác Phàm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, bội phục hắn có tài hùng biện, loại này hiểm cảnh đều có thể tròn tới. Trác Phàm cũng là thở dài ra một hơi, trong lòng may mắn lần này đụng phải là Cổ Tam Thông, nếu là gặp phải người khác, dạng này lý do bọn họ mặc dù phản bác không, nhưng nhất định sẽ giết bọn hắn. Chỉ bởi vì bọn hắn trong lòng hoài nghi, vậy liền đầy đủ. Thà giết lầm 1000,
không thể buông tha một cái. Thế nhưng là Cổ Tam Thông không biết, Trác Phàm nghe nói hắn vì một cái lời hứa, thì thủ hộ Thiên Vũ Hoàng thất 300 năm, để cho mình đưa thân vào trong lao tù, liền minh bạch. Đứa bé này, là chân chính lời hứa ngàn vàng, làm việc cần lý do người. Coi như hắn năm đó đổ thành nửa cái đế quốc, cũng chẳng qua là bởi vì người thành phố muốn trước giết hắn mà thôi, cũng không phải là hắn thích giết chóc. Xem thấu điểm này, Trác Phàm thì dám đánh cược một lần. Bất quá cái này đường lui, hắn cũng chỉ có 5 năm số lượng. Nếu là Cổ Tam Thông lần này phạm hài tử tính khí, nhất định phải bắt bọn hắn xuất khí, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá còn tốt, đứa nhỏ này coi như chính khí lẫm nhiên, không biết vô duyên vô cớ xuất thủ. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm lộ ra đột nhiên nụ cười. Thế mà, đúng lúc này, Cổ Tam Thông lại là đột nhiên nói, chờ một chút, đã các ngươi nói là vì ta tìm dược tài, mới bị nhốt trong trận, cái kia bát phẩm dược tài đâu. Thân thể bất giác trì trệ, mọi người cùng nhau lần nữa khẩn trương lên. Bát phẩm dược tài dạng này lưa thư có thiên địa linh bảo, bọn họ đi nơi nào cho hắn tìm đi. Trong lúc nhất thời, Cổ Tam Thông nhìn chúng người ánh mắt, lần nữa bất thiện. Nếu như không có bát phẩm dược tài, đã nói lên các ngươi đang gạt ta. Cổ Tam Thông nhìn lấy tất cả mọi người, ánh mắt bên trong lóe từng tia hồ nghi. Hung sát quỷ quính lên, chặn lại nói, vừa mới ngươi một quyền kia, đem cái này phương viên trăm dặm san thành bình địa. Cái kia bát phẩm dược tài, đã sớm biến thành cho bụi. Đánh giám. Thế mà, hắn nói còn chưa dứt lời, Cổ Tam Thông đã là mắng to một tiếng, trách mắng, bát phẩm dược tài chính là thiên địa linh vật, tự có linh tính. Các ngươi đều biết thời khắc mấu chốt hướng trong đất chui, bản thân nó lớn lên ở dưới đất, làm thế nào có thể không biết hướng lợi tránh hại. Cái kia chính là nó đã độn đất chạy, gan nhỏ quỷ nhìn mọi người liếc một chút, khiếp phía thốt. Thế nhưng là Cổ Tam Thông lại là lần nữa cười lạnh một tiếng, quát to, càng là đánh rắm, bát phẩm dược tài hương thơm, bằng tiểu ra cái mũi, một dặm bên trong, coi như nó tránh đến dưới đất ngàn mét đều có thể nghe thấy được, lại có thể dễ dàng như vậy chạy ra ta thăm dò. Cái kia chính là, lanh lợi quỷ tiếp lấy đứng ra, muốn che lấp, nhưng là cả lăm nửa ngày, nhìn lấy mọi người cái kia hy vọng ánh mắt, lại là rốt cuộc tìm không ra thích hợp lý do. Cổ Tam Thông cười lạnh, nhìn về phía tất cả mọi người, trong mắt đã là lóe qua nồng đậm sát ý, hừ, không bỏ ra nổi cái kia bát phẩm linh dược, đã nói lên các ngươi vừa mới một mực tại gạt ta. Bố trí xuống lôi trận hại tiểu gia, thì là các ngươi. Trong lúc nhất thời, mọi người lần nữa khẩn trương lên, sau lưng bỗng nhiên phủ đầy mồ hôi. Chờ một chút. Thế mà, ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, Trác Phàm lại là hét lớn lên tiếng, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, không lưu loát nói, bát phẩm linh dược xác thực tồn tại, vừa mới nó cũng xác thực muốn độn địa chạy trốn. Bất quá tại lôi trận bài trừ trong nháy mắt, ta tay mắt lanh lẹ bắt lấy. Người sở dĩ không có nghe thấy được nó hương thơm, là bởi vì ta một mực đem nó thu tại trong giới chỉ duyên cớ. Nói, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một kiện toàn thân tản ra huỳnh quang dược tài. Cái kia cỗ từng trận thấm hương, để tại chỗ tất cả mọi người chỉ là vừa nghe, liền trong nháy mắt mỏi mệt đều tiêu tan, để thần tỉnh não. Cổ Tam Thông thì càng là nhìn mắt trợn tròn, nguyên lai thật có bát phẩm dược tài a. Coi như hắn lúc trước không tin Trác Phàm chuyện phiếm, hiện tại chứng cứ bày ở trước mặt, hắn cũng không thể không tin. Bởi vì tất cả chứng cứ liên hệ với nhau, đều trong nháy mắt viên mãn, không có chút nào lỗ thủng. Bọn họ 6 cái sông trận lý do, hiện tại thì bày ở trước mặt hắn. Bọn họ bị nhốt trong trận tình hình, chỉ có chính bọn hắn biết, bọn họ muốn làm sao nói đều được, Cổ Tam Thông lại không thể nào biết được. Thế nhưng là lúc này, hắn lại cũng không cần cố kỵ như vậy. Có bát phẩm dược tài ở đây, liền xem như bọn họ bố trận hại hắn, thì tính sao? Có như thế một cái phong phú bồi thường đưa cho hắn, thì coi như bọn họ lại bố một cái trận, cũng không quan trọng a, dù sao hắn lại không sợ. Liếm liếm đã nổi lên ngụm nước khóe miệng, Cổ Tam Thông lúng túng sờ sờ đầu, cười nói, xin lỗi a, hiểu lầm các ngươi, nguyên lai các ngươi thật sự là vì ta tìm dược tài. Như vậy, cái này bát phẩm dược tài chính là ta. Trác Phàm tuét miệng, giữ im lặng, chỉ là khó khăn gật đầu. Thấy tình cảnh này,
Cổ Tam Thông cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy dược tài thả ở trong miệng, từng ngụm bắt đầu nhai nuốt, cười nói thực. Liền xem như các người bố trận, cũng không quan trọng. Nếu như mỗi lần ở trong trận, đều thả một kiện bát phẩm dược tài làm khen thưởng, ta cũng rất tình nguyện đi xông vào một lần, ha ha ha. Người yên tâm, tuyệt không phải chúng ta làm. Trác Phàm tuy nhiên cười lắc đầu, nhưng là khóe miệng lại là hướng xuống, giống như muốn khóc lên một dạng. Nhìn về phía Cổ Tam Thông tay chung dược tài, càng là tràn ngập không muốn, lòng tại máu. Cái này bát phẩm dược tài, là hắn theo Hoa Vũ Lâu Bách Đan Thịnh Hội lên gõ đến, cũng thì như vậy một kiện. Hắn chả dự định thời khắc mấu chốt luyện đan sử dụng đây, không nghĩ tới lần này vì dập tắt Cổ Tam Thông lửa giận, lại là không thể không lấy ra, hiến đi lên. Như thế bồi táng ra bại sản mua bán, hắn Trác Phàm còn là lần đầu tiên gặp phải. Đợi Cổ Tam Thông cầm lấy dược tài sôi nổi đến một bên cuồng ăn lúc, Lệ Kinh Thiên mới đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, khuyên nhủ, đây đều là vật ngoài thân, Trác quản gia nén bi thương. Chỉ cần mệnh bảo trụ, về sau cái gì cũng biết có. Đúng vậy a, không nghĩ tới Trác quản gia trong tay còn thật có bát phẩm dược tài. Càng không có nghĩ tới Trác quản gia cư nhiên như thế yêu quý chúng ta, không có đem chúng ta vứt bỏ, chúng ta thực sự quá cảm động. Ma Sách Tứ Quỷ cũng tới đến bên cạnh hắn, cùng một chỗ rút lấy cái mũi. Trác Phàm lại là hung tợn chừng bọn họ liếc một chút, lạnh lùng nói, ít đến, lão tử chỉ là trên người các ngươi hạ đủ tiền vốn, nếu là đem các ngươi lại bồi đi vào, lão tử bồi càng nhiều. Tóm lại, hiện tại trước chân an ở tiểu quỷ này, về sau lại nghĩ biện pháp đi. Vâng, mọi người cùng nhau gật đầu, tuân mệnh nói. Riêng là tứ quỷ, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đã là nhiều một tia kinh ý. Không giống như trước, chỉ là e ngại. Ầm ầm. Bỗng nhiên, sấm sét nổ vang, âm thanh truyền ngàn dặm. Trác Phàm nhíu mày, hướng bốn phía nhìn xem, kỳ quái nói a, Tích Lôi Sơn không phải đã bị san thành bình địa sao? Từ đâu tới tiếng sấm? Đại khái là thật có lôi vũ đi. Lệ Kinh Thiên sờ sờ rìa mép, thản nhiên nói. Nhưng Trác Phàm lại là lắc đầu, bình tĩnh lên tiếng, không có khả năng, vừa mới tiểu tử kia hai quyền, chấn động đến phương viên trăm dặm đều sáng sủa một mảnh, không có một áng mây. Liền lôi vân đều tụ không đứng dậy, từ đâu tới lôi vũ. Lệ Kinh Thiên khẽ giật mình, khẽ gật đầu, giống như xác thực như thế. Trác quản gia, ngươi nhìn, tiểu tử kia không thích hợp. Chẳng lẽ ngươi hướng cái kia bát phẩm dược tài bên trong hạ độc? Thế mà, đúng lúc này, Lanh Lợi Quỷ hét lớn một tiếng, chỉ hướng nơi xa uống thuốc tài Cổ Tam Thông, kêu lên sợ hãi. Nhướng mày, Trác Phàm hướng chỗ đó nhìn qua, lại chính gặp Cổ Tam Thông hai tay bịt lấy lỗ tai, co ro ngồi xuống, toàn thân run rẩy. Liền hắn thích nhất bát phẩm dược tài, thế mà cũng chỉ là ăn một nửa, thì ném xuống đất. Hung sát quỷ nhìn đến không khỏi đại hỉ. Tán thưởng liên tục, không hổ là Trác quản gia, quả nhiên âm hiểm độc ác, liền cái này tiểu quái vật đều nói. Ngài nhanh nói cho chúng ta một chút, ngài phía dưới là cái gì độc, liền cái kia nghịch thiên cái mũi đều nghe thấy không được, có thể hay không cũng cho chúng ta một chút. Đi đi đi, lão tử căn bản không có từng dở trò. Khoát khoát tay, hung ác chừng cái kia tứ quỷ liếc một chút, Trác Phàm nhìn về phía Cổ Tam Thông một hồi lâu. Lại là càng thêm hồ nghi, tiểu tử này không giống như là trên thân ra mau bệnh, giống như là tâm lý vấn đề. Ồ, Lệ Kinh Thiên lông mày nhíu lại, cũng nhìn kỹ lại, nhưng là chờ một lúc, lại là cả kinh nói, là sợ hãi, cái này Cổ Tam Thông thế mà cũng sẽ biết sợ. Trác Phàm sững sờ, Lệ Kinh Thiên lập tức giải thích nói, Trác quản gia có chỗ không biết, trước kia lão phu tại đế vương môn dạy bảo cái kia chút tiểu quỷ lúc, rất là nghiêm khắc. Đến sau cùng. Một số tâm trí không kiên người, nghe đến lão phu tiếng vang, liền sẽ toàn thân run rẩy, giống tiểu tử này một dạng. Bình thường gặp phải dạng này ra hỏa, lão phu trực tiếp liền đem hắn đá ra ngoài cửa. Không có loại tiểu tử, lão phu cũng không cùng hắn phí cái kia thời gian rỗi. Ngươi nói là, hắn là đang sợ, thế nhưng là, thứ gì làm cho cái này tiểu quái vật sợ hãi? Trác Phàm giật mình, trong lòng cũng là bất an. Ầm ầm. Đúng lúc này, không trung tiếng vang càng lúc càng lớn, Trác Phàm kinh ngạc nhìn về phía không trung, trong lòng lo sợ. Đột nhiên, lần nữa một cái sét đánh lóe qua, toàn bộ vân không đúng là như là bị một cái cự thủ xé rách đồng dạng, lộ ra tối như mực lỗ trống.
Ngay sau đó, từng đạo tử lôi theo cái kia trong lỗ hổng xẹt qua, thẳng bổ xuống. Phàm là tử lôi những nơi đi qua, tất cả mọi thứ, bao quát bụi cũng hóa thành hư vô. Trác Phàm trong mắt co rụt lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kêu lên sợ hãi, lạc lôi hạp. Không sai, đây chính là đại lục tam đại hiểm địa chi nhất, lạc lôi hạp. Cũng là thiên đế di tích chỗ, Trác Phàm một mực tại tìm địa phương. Lúc trước hắn nghe Long Cửu nhắc qua, liền một mực tại vì tiến vào nơi này làm lấy chuẩn bị. Thế nhưng là về sau một dãy chuyện theo nhau mà tới, hắn cũng liền đem sự kiện này trước để xuống. Nhưng là bây giờ, trong tay ánh sáng lóe lên, cái viên kia lôi vân tước trứng chim trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay. Nhìn lấy cái này mai thỉnh thoảng có lôi quang thoáng quá lớn trứng, Trác Phàm quả thực liền muốn khóc. Hắn thật sự là hối hận. Vì sao không có trước tiên đem cái này mai trứng chim cho ấp trứng đi ra? Hiện tại Thích Lôi Sơn cũng không, hắn như thế nào ấp trứng? Bất quá coi như hắn lúc trước ấp trứng, chim non đối cái này lạc lôi hạp cũng không có tác dụng gì à? Ai, nếu là sớm mấy năm ấp trứng liền tốt, hiện tại chắc là cũng kém không nhiều thành thục. Chỉ có thể nói lúc không vận vậy, hiện tại còn không phải hắn tiến vào lạc lôi hạp thời điểm. Có chút phức tạp nhìn xem không chung cái kia lóe tử lôi hắc động, Trác Phàm chỉ có thể ai thán một tiếng, dương cánh hướng xa bay đi, từ bỏ tiến vào chỗ đó, đi. Còn lại 5 người gặp, cũng vội vàng đuổi theo. Tam đại hiểm địa lạc lôi hạp hung danh bọn họ cũng là nghe qua, tiến vào người không ai sống sót. Bây giờ có thể theo Trác Phàm nhanh chóng rút lui, thật sự là không thể tốt hơn. May mắn hiện tại lạc lôi hạp mới vừa vặn xuất hiện. Lấy bọn họ thần chiếu cùng thiên huyền cảnh tốc độ, đủ để cấp tốc bay cách nơi này. Thế nhưng là, bay một trận, Trác Phàm lại là bỗng nhiên kịp phản ứng, quay đầu nhìn qua cổ tam thông tiểu tử kia đâu. Mọi người khẽ giật mình, cũng là quay đầu nhìn qua, lại đang phát hiện lúc trước còn dũng mãnh dị thường bất bại ngoan đồng, lúc này lại giống như một cái chấn kinh hài tử giống như, một mực bưng bít lấy hai lỗ tai, co quắp tại chỗ, run lẩy bẩy, trong lòng chỉ có sợ hãi. Đã là hoàn toàn đánh mất lý trí. Ha ha ha, tiểu tử kia thế mà lại sợ sét đánh, vừa mới hung mãnh đi đâu. Hung sát quỷ mở cái miệng rộng, suy cười ra tiếng. Còn lại ba quỷ cũng là ào ào giễu cợt cười rộ lên, chỉ có Trác Phàm hai con người đi loanh quanh, suy nghĩ lấy cái gì, chờ một lúc, mới bừng tỉnh đại ngộ giống như kêu lên, ta minh bạch, nguyên lai hắn không phải sợ hãi lôi điện, mà chính là sợ cái kia tử lôi. Lúc trước chúng ta một mực lầm. Khặc khặc khặc, Trác quản gia, người lời ấy sai rồi, trong thiên hạ, người nào không sợ cái kia tử lôi a, liền xem như chúng ta tông chủ như thế tuyệt thế cao thủ, gặp cái kia tử lôi cũng phải quay đầu liền chạy a. Hung sát quỷ tiếng cười to nói. Hơi hơi lắc đầu, Trác Phàm chăm chú nhìn nơi xa cổ tam thông, trong mắt tinh quang lấp lánh, thế nhưng là đứa nhỏ này không giống nhau, người khác còn có chạy dũng khí. Nhưng tiểu tử này lại là liền chạy trốn dũng khí đều không có. Hắn cùng cái này lạc lôi hạp, đến tột cùng có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, Trác Phàm đột nhiên nói, lệ lão, người cùng tứ quỷ đi trước, ta đi cứu hắn. Không thể, Trác quản gia, vội vã khoát khoát tay, lệ kinh thiên trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, cái này lạc lôi hạp lập tức đánh đến nơi nơi đây, Phàm là bị cuốn vào, đều là thịt nát xương tan, người cắt không thể bốc lên này hung hiểm. Đúng vậy a, Trác quản gia, để tiểu tử kia tự thân tự diệt đi thôi. Hắn không phải cả đời bất bại a, thì nhìn hắn có thể hay không tại cái này nghịch thiên tử lôi phía dưới sống sót. Hung sát quỷ cũng vội vàng đạo, còn lại ba quỷ ào ào gật đầu. Cái này tứ quỷ trước kia thường xuyên cho hắn gây sự, nhưng là từ khi vừa mới Trác Phàm tình nguyện xuất ra một kiện bát phẩm dược tài, cũng không đem bọn hắn bỏ qua về sau, bọn họ nhìn Trác Phàm ánh mắt, liền nhiều một ít quan tâm. Trác Phàm âm thầm gật đầu, trong lòng có chút vui mừng, nhưng vẫn là kiên định nói, lệ lão, nếu là ta có chuyện gì, ngươi cho ta xem trọng cái này bốn người, khác để bọn hắn lại cho trong nhà quấy rối. Vừa dứt lời, Trác Phàm liền đầu cũng sẽ không hướng cổ tam thông phương hướng bay đi. Trác quản gia, lệ kinh thiên hét lớn một tiếng, lại là chỉ có thể nhìn hắn bóng lưng dần dần biến mất tại tử lôi đánh xuống trong bụi mù, không thể làm gì. Hung hăng khẽ cắn môi, lệ kinh thiên nhìn tứ quỷ liếc một chút, mang lấy bọn hắn hướng nơi xa bay đi, đi. Cái kia Trác quản gia đâu? Hắn sẽ trở về,
Lệ Kinh Thiên trong mắt, tràn ngập kiên định. Hưu. Tại từng đạo tử lôi như giống như mạng nhện to lớn, cả mảnh trời khung vỡ vụn thành từng mảnh, giống như lập tức liền muốn sụp đổ màn trời trước, chói mắt lôi quang đột nhiên lóe qua, rơi xuống cổ Tam Thông trước mặt. Trác Phàm nhìn lấy cái này vẫn tại ầm ầm tiếng vang lôi quang không xuống được ngừng phát run hài tử, không khỏi cả kinh nói, cổ Tam Thông, ngươi còn ngây ngốc ở chỗ này làm gì, còn không tranh thủ thời gian chạy, không muốn sống. Cứu, cứu. Cổ Tam Thông nói quanh co lấy dao động cái đầu, lại là không nói ra một câu. Trác Phàm lớn tiếng hỏi. Cứu, ta, cổ Tam Thông cứng đờ nâng lên đầu, lộ ra điềm đạm đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp kia ngày bình thường lạnh nhạt trong hai con ngươi, lúc này đã là đầy tràn nước mắt. Trác Phàm trong mắt co rụt lại, trong lòng kinh hãi. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, luôn luôn không ai bì nổi cổ Tam Thông. Tại cái này tử lôi phía dưới chẳng những dọa đến mất đi trước kia chiến lực, thậm chí còn biến thành một cái bình thường hài đồng, loại kia bất lực ánh mắt, khiến người ta nhìn đến rất lo lắng. Mi đầu khẽ run, Trác Phàm khóe miệng nhưng là lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Tiếp lấy không nói hai lời, ôm lấy đứa bé này thì hướng nơi xa bay đi. Giống như vậy yêu cầu, đáp ứng hắn không phải chuyện đương nhiên a. Vốn là Trác Phàm chính là định muốn thu phục đứa bé này đến chính mình dưới trướng, thế nhưng là hắn ngày thường quá cường hãn, nước không lộ, không có chút nào sơ hở, làm sao có thể thu phục. Cũng ngay tại lúc này, tại hắn suy yếu nhất thời điểm, chính là ra tay thời cơ tốt. Đây cũng chính là Trác Phàm, vì sao cam bất chấp nguy hiểm, gấp trở về cứu hắn nguyên nhân. Nếu không lời nói, lấy hắn cá tính, lại có thể vì cứu người trở về chịu chết. Hắn cùng tiểu tử kia lại không có quan hệ gì. Đây chính là một lần ăn ý, lôi kéo thiên vũ mạnh nhất, cổ Tam Thông ăn ý hành động. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liền loại này mạo hiểm cũng không dám mạo hiểm, sao có thể mời chào có mạnh mẽ thủ hạ. Trác Phàm trong lòng cười lạnh, cái này cổ Tam Thông liền 300 năm trước một ván cược đều tin thủ đến bây giờ, lão tử cứu hắn nhất mệnh, hắn há có thể không mang ơn, lấy thân thể tướng. Ách không! Dốc sức báo đáp. Hắc hắc hắc, đến thời điểm có cổ Tam Thông ở sau lưng chỗ dựa, lão tử nhìn đế vương môn đám kia thằng nhãi con, còn dám tại lão tử trước mặt đắc chí. Trác Phàm trong lòng, dường như đã thấy tương lai, tại ngự hạ thất gia trước mặt vô hạn trang bức tình hình. Thế nhưng là, người tính không bằng trời tính, hắn lần này mạo hiểm thu được phú quý, lại là thật rơi vào hiểm cảnh. Nhưng nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Lúc trước vẫn là vỡ vụn thành từng mảnh màn trời, lúc này lại là trong nháy mắt phá nát hầu như không còn, toàn bộ bầu trời đã hoàn toàn biến thành một cái đen nhánh lỗ thủng lớn. Từng đạo tử lôi điên cuồng từ bên trong tàn phá bừa bãi mà ra, vạn lôi rơi xuống, đem đi tới chỗ hết thảy hóa thành hư vô. Cổ tử sắc phong bạo bao phủ mà ra, nương theo lấy tử lôi đem tất cả mọi thứ cuốn vào cái kia sơn lỗ thủng đen bên trong. Trác Phàm chính đang cực lực phi hành. Lại là đột nhiên thân thể trì trệ, đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại hấp lực bắt hắn lại, hướng cái hắc động kia bên trong kéo đi. Phảng phất là một cái bàn tay vô hình từ bên trong duỗi ra, muốn đem hắn triệt để kéo vào cái kia vô tận thâm uyên đồng dạng. Không khỏi trong lòng hoảng hốt, Trác Phàm vội vàng vỗ lôi xí, ra tốc phi hành. Thế nhưng là hắn thân thể lại một chút cũng không có muốn tiến lên ý tứ, ngược lại tại cái kia cổ tử sắc phong bạo bao phủ dưới. Từng bước một hướng hắc động kia thối lui. Trong mắt đột nhiên rụt lại, Trác Phàm trong lòng khẩn trương, trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Loại tình huống này, hắn nhưng là không có biện pháp nào, sau đó vội vàng nhìn về phía trong ngực đã sợ đến nhắm mắt lại cổ Tam Thông, vội la lên, cổ Tam Thông, chúng ta sắp bị hút đi vào, người có biện pháp nào thoát thân. Cổ Tam Thông một mực co rúm lại lấy, giữ im lặng, dường như đã sợ đến mất đi nói chuyện năng lực. Thế nhưng là coi như hắn khôi phục bình thường, giờ này khắc này phản ứng đầu tiên, cũng nhất định là hướng về phía Trác Phàm mắt trợn trắng, khinh thường bĩu môi. Xin nhờ, là ngươi tới cứu ta, hiện tại để tiểu gia nghĩ biện pháp, có lầm hay không? Muốn là tiểu gia có biện pháp lời nói, còn cần đến ngươi tới cứu. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm biết hiện tại tiểu tử này đã tại tử lôi đe dọa dưới, triệt để phế, hỏi hắn cũng vô dụng, thẳng thắn tự nghĩ biện pháp. Thế nhưng là ngắm nhìn bốn phía, tất cả mọi thứ đã toàn bộ tràn ngập tại cái kia mênh mông tử sắc phong bạo bên trong, trừ đầy trời tử lôi bên ngoài, liền cái gì cũng không có.
chỉ có hai người bọn họ thân thể, đang không ngừng bị cái kia hắc động thôn phệ, bên người tử lôi vần quanh, hơi vừa đụng vào liền sẽ toàn thân run rẩy, liền trái tim đều phảng phất muốn trong nháy mắt đình chỉ đồng dạng. Chẳng lẽ lão tử thật cứ như vậy đánh bạc thua, muốn chết tại cái này lạc lôi hạp sao? Trác Phàm hung hăng khẽ cắn môi, trong lòng tràn ngập không cam lòng, còn tại ngó nhìn xung quanh lấy, hy vọng có thể có cái gì đường ra. Oanh! Đột nhiên, một đạo tử sắc lôi mang chỉnh chỉnh bổ vào Trác Phàm sau lưng, làm đến hắn bất giác thân thể lắc một cái, nhịn không được phun ra một ngụm máu tới. Mất đi thăng bằng hắn, càng thêm như trong nước trôi nổi lá rụng giống như, nước chảy bèo trôi bị hút vào cái kia trong hắc động. Vệt một thanh khóe miệng vết máu, Trác Phàm âm thầm tắc lưỡi, trên mặt lộ ra vẻ may mắn là tam trọng thiên tử lôi, cùng cửu ca không sai biệt lắm, không phải vậy lời nói, lão tử có thể muốn thịt nát xương tan. Thế nhưng là, hắn vừa dứt lời, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn phát ra, đạo thứ hai tử lôi một cách vô tư lần nữa đánh trúng hắn. Lần này, hắn nhưng cảm giác toàn thân một trận run rẩy, kim cương lưu sa luyện chế không xấu thân thể, cũng vỡ vụn thành từng mảnh, tại tử sắc lôi mang lập lòe dưới, máu tươi đột nhiên bão tố ra. Cái gì, tứ trọng thiên tử lôi? Bất giác hít sâu một hơi, Trác Phàm trong lòng lo sợ, vội vàng nhấc mắt nhìn đi, lại chỉ thấy hắn thân thể càng phát ra cách hắc động kia gần. Mà càng là tiếp cận hắc động kia, tử lôi liền cũng càng dày đặc, uy lực cũng càng phát ra to lớn. Đây vẫn chỉ là tam tứ trọng trời tử lôi, nếu để cho hắn gặp phải lục trọng thiên trở lên tử lôi, nhất định thịt nát xương tan, liền toàn thây cũng không tìm tới. Lần này, Trác Phàm triệt để rơi vào trong hiểm cảnh, trong lòng càng thêm lo lắng, đây chính là vài phút đòi mạng hắn sự tình a, nếu là không có thể tiêu trừ, hắn liền phải chết lại một lần. Nhiều năm tích lũy xuống thực lực, lại phải thay đổi một bó đuốc. Bất quá, mấu chốt nhất vẫn là, cửu u bí lục bên trong bí pháp, lấy tàn niệm lại sinh bí thuật, cũng không thể nhiều lần sử dụng. Mỗi dùng một lần, ý niệm cùng linh hồn ở giữa độ phù hợp liền sẽ giảm xuống, dù sao cái này là người khác linh hồn. Có lẽ sau một khắc, ngươi liền không còn cách nào trọng sinh, mãi đến cái này sợi không cam lòng đọc ở trong thiên địa biến mất. Cho nên Trác Phàm mặc dù nặng sinh một lần, nhưng đối lần này sinh mệnh, lại cực kỳ coi trọng, có lẽ đây chính là hắn cái mạng cuối cùng. Thật sâu hít một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, Trác Phàm con ngươi loạn chuyển, nghĩ đến đối sách, cuối cùng cắn răng một cái, đem cái viên kia lôi vân tước trứng lớn lấy ra. Vốn là hắn là muốn ấp ra lôi vân tước về sau, lấy nó đối lôi điện trưởng khống lực, đến hấp thu cái này tử lôi. Coi như chỉ có thể hấp thu đến lục trọng thiên tử lôi, cái kia cũng có thể cho hắn tranh thủ đại lượng thời gian, tìm ra cấm chế này nửa đường đường. Nhưng là bây giờ, chỉ có một cái trứng chim, cũng không biết có thể hấp thu bao nhiêu, có lẽ bị lôi một bổ liền sẽ nát đi. Không gì hơn cái này thời khắc nguy cơ, hắn cũng quản chẳng phải nhiều, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Sau đó không nói hai lời, Trác Phàm một tay cầm trứng chim, một tay ôm lấy cổ tam thông, không lùi mà tiến tới, hướng cái kia lạc lôi hạp hắc động bay đi, một đường lên ngó nhìn cấm chế này năng lượng đi hướng, muốn tìm ra một đầu tiến vào bên trong thông nói tới. Oanh! Một tiếng sét nổ vang, một đạo tử lôi đột ngột đến hướng Trác Phàm phóng đi. Trác Phàm trong mắt co rụt lại, hét to lớn tiếng, tứ trọng thiên tử lôi. Đón lấy, vội vàng đem trứng chim giơ lên, vỏ trứng lên hiện ra nói đạo lôi quang. Có lẽ là cùng thuộc một ngọn nguồn quan hệ, cái kia bổ về phía Trác Phàm tử lôi, gặp phải lôi vân tước trứng lớn, đúng là trong nháy mắt cải biến phương hướng, hướng nó bổ tới, phảng phất là bị nó hấp dẫn đi qua một dạng. Thế nhưng là làm nó bổ vào cái kia vỏ trứng lên lúc, bởi vì uy lực thực sự to lớn, cái kia trứng lớn run run, phảng phất muốn nát. Đúng lúc này, Trác Phàm vội vàng vận khởi thiên ma đại hóa quyết, đem cái kia dư thừa tử lôi uy lực dẫn vào chính mình thân thể, cấp tốc luyện hóa. Có lẽ là bởi vì đi qua một cái trứng chim, được đến to lớn giảm sóc, cái kia đạo tử lôi năng lượng trùng kích yếu bớt. Trác Phàm tuy nhiên toàn thân run rẩy, nhưng cũng không có cái gì thương tổn. Điều này không khỏi làm hắn mừng rỡ liên tục, phương pháp này là được đến thông. Bất quá, vẫn như cũ để hắn lo lắng là, cái này tử lôi cùng khác năng lượng khác biệt. Cho dù hắn vận khởi thiên ma đại hóa quyết, lại cũng không thể hoàn toàn luyện hóa. Có chút tử lôi năng lượng, tuy nhiên đã phân tán,
đối với hắn không tạo thành uy hiếp, nhưng cũng đều từ rời rạc tại hắn các vị trí cơ thể, thời gian dài, tích lũy đất nhiều, cũng là phiền phức. Không được, nhất định phải nhanh tìm tới đường ra, nếu không lời nói, coi như không bị nó một hơi đánh chết, mài cũng sẽ bị nó mài chết. Trác Phàm cảm giác một mực run lên thân thể, nhìn đến tử sắc lôi quang tại mặt ngoài thân thể xẹt qua dấu vết, sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Rầm rầm rầm, càng là tiếp cận hắc động kia vị trí, tử lôi đánh xuống tần suất liền càng thêm nhiều lần. Trác Phàm một mực gượng chống lấy, không có bị một hơi giết chết, nhưng là cái kia luyện hóa không tử lôi lại càng tụ càng nhiều, tại trong thân thể của hắn tàn phá bừa bãi, lấy làm đến hắn nội tạng bị hao tổn, cuồn cuộn máu tươi nhịn không được theo khóe miệng chảy ra. Oanh! Lại là một đạo lôi quang lóe qua, thẳng tắp hướng bọn họ nơi này bổ tới, Trác Phàm trong mắt co rụt lại, không khỏi hoảng hốt lên tiếng, ngũ trọng thiên tử lôi. Không tệ, đây chính là liền thần chiếu cảnh cường giả gặp phải, cũng muốn biến thành cho bụi uy lực. Trác Phàm không dám thất lễ, vội vàng sớm vận dụng lên thiên ma đại hóa quyết. Chỉ một thoáng, từng đạo hắc khí phủ đầy cái kia trứng chim, liền chờ tử lôi vừa đến, trong nháy mắt đưa nó luyện hóa. Thế nhưng là, đụng một tiếng, cái kia tử lôi đánh tới trứng lên, lại là nhất thời đem hắc khí kia đánh tan. Mãnh liệt lôi mang không có không chỉ trệ địa thông qua trứng chim, đánh nhập trong cơ thể hắn. Phốc, một miệng sen lẫn nội tạng máu tươi phun ra, Trác Phàm đã trọng thương tại thân. Những cái kia lôi lực, hắn căn bản không kịp luyện hóa, cũng đã bắt đầu tổn hại hắn thân thể. Hiện tại hắn, vô cùng suy yếu, đã là không có càng nhiều lực lượng đến ứng đối phía dưới một tia chớp. Thế nhưng là, đã nghèo còn gặp cái eo. Ngay sau đó cái kia đạo tử lôi về sau, lại một đường tử lôi thẳng tắp hướng hắn nơi này bổ tới. Trác Phàm sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy cái kia tử sắc lôi mang bất giác cười khổ lắc đầu, trong mắt đã là không có nửa phần hy vọng, mẹ hắn, không ngờ là một đạo ngũ trọng thiên tử lôi. Lần này, mạng ta xong rồi. Cúi đầu nhìn xem ngay tại trong ngực hắn run lẩy bẩy cổ tam thông, Trác Phàm nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu hắn, bật cười nói, chỉ là không nghĩ tới, lão tử trước khi chết ôm lấy, lại là một đứa tiểu hài nhi. Ai, nói như thế nào đây, chính mình tìm đường chết a, nếu không phải vì cứu ngươi, ta cũng sẽ không rơi xuống kết cục này. Là bởi vì ta quá tham lam, vẫn là vận mệnh đã như vậy. Trác Phàm lắc đầu, thở dài ra một hơi, bất quá lão tử không hối hận, nhân sinh khó được mấy lần đọ sức. Chỉ bất quá, lần này lão tử đọ sức thua, lần tiếp theo, lão tử nếu là gặp phải loại sự tình này, sẽ còn lại liều một phát. Chỉ là, hy vọng có thể có lần nữa đi. Thật sâu hai mắt nhắm lại, Trác Phàm ôm lấy cổ tam thông tay, bất giác lại chăm chú, sắc mặt lạnh nhạt. Nhất đại kiêu hùng, làm hắn thật đang đối mặt tử vong lúc, cũng là không hề sợ hãi. Phốc! Đột nhiên, một nói ngọn lửa màu xanh theo hắn cái trán phát lên, tiếp lấy trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, đem hai người bọn họ bao khỏa ở bên trong. Đúng vào lúc này, cái kia đạo tử lôi cũng đúng lúc đánh xuống. Thế nhưng là chuyện quỷ dị phát sinh, làm cái kia tử lôi gặp phải thanh viêm lúc, đúng là trong nháy mắt tan rã, giống như là hòa tan đồng dạng. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, biến mất tại cái kia lóa mắt thanh mang bên trong. Chậm rãi mở to mắt, Trác Phàm phát hiện hắn thế mà không chết, mà lại quanh thân còn bị thanh viêm bao trùm, không khỏi kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này thanh viêm lại có thể ngăn cản cái kia đáng sợ tử lôi. Đồng thời, vạn thú sơn mạch cái kia cao thủ thần bí bóng người, lại một lần xuất hiện tại hắn trong đầu. Ngay từ đầu, hắn không biết người kia có gì mục đích. Vì sao muốn tiễn hắn cái này kỳ dị thanh viêm? Nhưng là hiện tại, hắn dường như minh bạch cái gì, đây rõ ràng cũng là có ý trợ hắn tiến về lạc lôi hạp. Thế nhưng là, hắn làm như vậy mục đích lại là cái gì? Chẳng lẽ lạc lôi hạp bên trong có cái gì hắn nghĩ ra được, lại không thể tự mình đến đây lấy được đồ vật? Trác Phàm trong mắt nghi hoặc, nhưng là rất nhanh liền lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Hiện tại hắn việc cấp bách. Là muốn mau rời khỏi nơi này, đến mức người kia có âm mưu quỷ kế gì, cũng là sau đó lại nói. Dù sao giờ này khắc này, chính mình mệnh mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Trác Phàm vội vàng bốn phía xem, tìm kiếm lấy cấm chế này bên trong đường ra, trán đã là một đầu mồ hôi. Cái này tử lôi là vô cùng vô tận, nhưng cái này thanh viêm lại không biết có thể chống bao lâu,
hắn nhất định phải nhanh tìm đường sống mới là. Rầm rầm rầm. Từng đạo tử lôi liên tục bổ vào cái này thanh viêm phía trên, theo ngũ trọng thiên uy lực, đến lục trọng thiên, thất trọng thiên, thậm chí bát trọng thiên, cái này thanh viêm đều ngật nhưng bất động, chỉ là đốt phát cáo diễm hơi hơi uể oải một số, tựa hồ tiêu hao không ít năng lượng. Trác Phàm ôm lấy cổ Tam Thông, cũng là càng ngày càng tiếp cận cái hắc động kia. Thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh đều là một mảnh tử sắc phong bạo, cùng tử lôi tràn ngập, mảy may nhìn không ra bất kỳ cấm chế sơ hở. Trác Phàm không khỏi khẩn trương, mi đầu đã là ngưng tụ thành một cái vấn đề. Oanh! Đột nhiên, một tiếng cự lôi rơi xuống, nện trên người bọn hắn. Trác Phàm bất thình lình thân thể lắc một cái, cảm giác một trận tê tê dại dại, cái kia trên thân thanh viêm, cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Cửu trọng thiên tử lôi. Trác Phàm không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng càng thêm kinh hãi. Nhất làm cho hắn lo lắng sự tình rốt cục phát sinh, tại cửu trọng thiên tử lôi mạnh đại phá hư lực phía dưới, cho dù là cái này kỳ dị thanh viêm, cũng có chút lực không thể chi cảm giác. Nếu là cái này thanh viêm hộ cháo lại một phá, hai người bọn họ vài phút liền sẽ bị rượu thành cặn bã. Tình thế đã đến hung hiểm nhất trước mắt, hắn chả chỗ nào còn dám lãnh đạm, vội vàng trừng lên hai cái tròng mắt, bốn phía xem, khao khát có thể theo cái này tử lôi lưu động quỹ tích, xem ra cấm chế này mắt trận chỗ. Thế nhưng là, cấm chế này lại là quá cao thâm, đúng là lấy hắn ma hoàng đối với trận pháp giải, đều khó mà tìm được mảy may dấu vết để lại. Xem xét chính là cao thủ chỗ bố trí, không phải hắn có thể bằng người. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, nơi này chính là thiên đế di tích, bố trận người tự nhiên là thượng cổ mạnh nhất tam đế một trong thiên đế, cái nào là hắn một cái tiểu tiểu ma hoàng có khả năng ước lượng sở đến tồn tại. Không khỏi hung hăng vỗ đầu một cái, Trác Phàm lòng nóng như lửa đốt, như là trên lò lửa giống như con kiến, gấp rậm chân, lại là không thể làm gì. Mặt đối thiên đế chỗ bố trí trận thức, hắn nhưng là thật không có cách nào, lực bất tòng tâm. Oanh! Lại là một đạo cửu trọng thiên tử lôi đánh xuống, thanh viêm không khỏi kịch liệt run run, hắn thì là thân thể đau xót, đã là cảm giác được một tia tử lôi bổ tới hắn trên thân. Cái này thanh viêm, chỉ sợ cũng duy trì không bao lâu. Trác Phàm không khỏi thở dài một tiếng, liên tục cười khổ. Hắn trước kia muốn thực sự quá ngây thơ, còn muốn lấy lôi vân tước ngăn cản lục trọng thiên tử lôi, tiến thiên đế di tích tìm kiếm. Nhưng là bây giờ, hắn có thanh viêm giúp hắn cản cửu trọng thiên tử lôi, thậm chí đã đi tới cấm chế này chỗ sâu nhất, nhưng như cũ tìm không thấy đi vào miệng. Đường đường thiên đế trận pháp, như thế nào hắn một cái ma hoàng có khả năng phá đến. Liền xem như thượng cổ thời đại, lấy thu thập rộng rãi sở trường các nhà lấy xưng cửu u ma đế, muốn phá thiên đế trận thức, đoán chừng cũng phải hao phí chút thời gian. Thế nhưng là người ta phí tổn thời gian không quan hệ, người ta có thể chịu nổi. Hắn một cái giống như con kiến hôi đoán cốt cảnh tu giả, thế nhưng là vạn vạn hao không nổi a. Trác Phàm vỗ trán một cái, không ngớt lời bi thiết. Nếu như hắn lúc trước vì cổ Tam Thông mạo hiểm, xem như nhân sinh khó được mấy lần đọ sức hào khí. Như vậy hiện tại, hắn cũng là thật sự chính mình tìm đường chết. Bởi vì hiện tại tình cảnh, cũng là hắn về sau muốn nhập lạc lôi hạp tình cảnh. Chỉ là hiện tại, hắn sớm tiến vào mà thôi. Nếu như hắn lúc này không thể phá giải cái này trận thức, đây cũng là đại biểu hắn về sau tiến vào nơi này về sau, như cũ phá giải không. Hắn, chẳng qua là đem làm chết thời gian sớm mà thôi. Ai, thanh viêm à thanh viêm, ngươi kịp thời xuất hiện, cũng là để ta biết, ta bị chết không oan, hoàn toàn là chính mình tìm đường chết, đúng hay không? Coi như hiện tại không là cổ Tam Thông mà chết, về sau cũng đều vì tiến vào thiên đế di tích mà chết, đúng hay không? Trác Phàm trong lòng cười khổ, thở dài, tiếng buồn bã thở dài, ai, nói tóm lại, vẫn là ta quá tự đại. Tự cho là được đến ma đế truyền thừa, liền có thể đi khắp thiên hạ, thậm chí ngay cả thiên đế bố hạ cấm chế cũng không để vào mắt, thật sự là buồn cười buồn cười. May mắn không có người biết ta ma hoàng tên, không phải vậy đoán chừng muốn bị người trong thiên hạ làm trò hề cho thiên hạ. Trác Phàm lắc đầu, đã là nản lòng thoái chí. Trong mắt hoàn toàn biến đến tuyệt vọng lên, mặc cho cái kia tử lôi nhắm đánh, cũng rốt cuộc thở ơ. Đột nhiên, cái kia đen nhánh trong động khẩu, một đạo hồng mang chợt lóe lên. Trác Phàm nao nao, quay đầu nhìn qua,
lại chỉ thấy cái kia hồng mang chỉ có cái bát kích cỡ tương đương, nhưng là cái kia hồng mang chỗ bắn qua thẳng tắp chỗ, lại là không có bất kỳ cái gì tử lôi thông qua. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Trác Phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì, suy nghĩ một lát, hô lớn, đúng, cửu ca lúc đó cũng bị cái này tử sắc phong bạo bao phủ, nhưng sau cùng lại đần độn u mê ra ngoài. Nói cách khác, thiên đế cái này trận thức, cũng không phải là hoàn mỹ, mà chính là có sơ hở. Nhưng mà này còn không phải hắn cố ý lưu lại sơ hở, là có người đem hắn trận thức này hủy một đoạn. Nghĩ tới đây, Trác Phàm lập tức lại nhìn về phía cái kia hồng mang, trong mắt không khỏi lóe qua một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai, cái kia hồng mang cũng là sơ hở, không biết bị người nào mở ra một lỗ hổng. Theo hồng mang chỗ bắn ra đường đi, liền có thể thoát đi ra ngoài. Mà ngược lại, theo cái kia hồng mang tiến lên, thì có thể đi vào di tích bên trong. Hắc hắc hắc, bất quá đều đi tới nơi này, lão tử làm sao có thể sẽ trốn. Đương nhiên là muốn đi vào tìm tòi hư thực, ai biết lần sau lại đến, có thể hay không lại tìm đến cái này sơ hở, dù sao cái này trận thức thế nhưng là khá là khổng lồ. Trác Phàm trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, quét qua trước đó đổi phế, cười to lên, thiên đế thì thế nào, bố trí xuống trận thức không như cũng bị người đánh ra lớn như vậy cái lỗ hổng. Ha ha ha. Câu nói này nếu như bị thiên đế lão nhân ra ông ta nghe đến, khẳng định sẽ tức giận đến xanh mặt, hung ác nhổ hắn một mặt. Không biết xấu hổ tiểu tử, cái này lỗ hổng cũng không phải là ngươi nha mở ra, ngươi đắc ý cái gì sức lực. Thế nhưng là nói cái này lỗ hổng lớn, cũng chẳng qua là đối cái này hoàn mỹ trận thức mà nói, nhưng là đối với Trác Phàm, cái này to bằng miệng chén một cái lỗ nhỏ, hắn nhưng là không vào được. Huống hồ cái kia cửa động bên cạnh đều là tử lôi toán loạn, hắn cũng tuyệt không dám đến gần. Muốn tiến vào bên trong, nhất định phải từ đằng xa mở ra một lỗ hổng, sau đó dọc theo ở trong đó hồng mang bay vào đi. Dạng này những cái kia tử lôi, cũng sẽ không lại quấy nhiễu bọn họ. Mấu chốt là, như thế nào cự ly xa phá vỡ cái này trận thức đâu. Dù sao, đây chính là thiên đế bố trí xuống, hắn cũng không cho rằng bằng hắn nhất quyền nhất cước có thể phá vỡ. Thế mà, ngay tại sầu muộn ở giữa, Trác Phàm lại là nhìn về phía trong ngực cuộn tròn rúc vào một chỗ cổ tam thông, ánh mắt không khỏi sáng lên. Tiểu tử, người báo ân cơ hội tới. Trong lòng cười lớn một tiếng, Trác Phàm vội vàng đem cổ tam thông ôm đến trước mặt, lung lay đầu hắn, để hắn tỉnh táo lại, đầy mặt ngưng trọng nói, cổ tam thông, hiện tại chúng ta đã tiến vào tuyệt địa, chỉ có một đường sinh cơ. Nhìn đến cái kia điểm sáng màu đỏ à? Cái kia chính là cái lỗ hổng. Ngươi chiếu chỗ đó cho lên nhất quyền, đem cái kia lỗ hổng mở rộng, chúng ta liền có thể chạy đi. Không nên không nên, ta sợ những cái kia lôi. Cổ tam thông chăm chú bịt lấy lỗ tai, liều mạng dao động cái đầu. Trác Phàm ánh mắt ngưng tụ, quát to, những cái kia lôi ta cũng sợ, thế nhưng là ngươi sợ chúng nó, không phải liền là sợ chết sao? Dù sao đều là chết, không bằng đụng một cái. Dạng này chết cũng không hối tiếc. Cổ tam thông hơi hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng như cũ run rẩy thân thể. Lúc này, Trác Phàm lại là mỉm cười, chậm rãi sờ sờ đầu hắn, ôn nhu nói, không sao, hết thảy có ta sẽ đem ngươi chăm chú ôm vào trong ngực. Cho dù chết, cũng là ta chết trước, ta sẽ không từ bỏ ngươi, cho nên ngươi cũng không muốn từ bỏ chính ngươi, sống chết trước mắt nhất định muốn đụng một cái. Riêng là... Không muốn từ bỏ ta à, coi như không là chính ngươi, cũng vì ta đánh nhất quyền đi. Trác Phàm tâm lý âm thầm oán thầm, nhưng lại sẽ không nói ra, hắn đang còn muốn cổ tam thông tâm lý lưu cao còn giấu giống như đâu. Cổ tam thông thật sâu đến liếc hắn một cái, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua, sợ hãi thân thể cũng ngừng run, xa xa nhìn về phía cái kia hồng mang, trong mắt ngưng tụ, hơi hơi gật gật đầu. Sau một khắc, nhưng nghe hét lớn một tiếng. Giơ lên một cái non nớt nắm tay nhỏ, hướng về cái hướng kia cũng là cách không nhất quyền. Ông! Một trận kỳ dị ba động truyền ra, cổ tam thông trên nắm tay, giống như bắn ra một đầu vô hình cự long, lao nhanh lấy hướng cái kia hồng mang bay đi. Cho nên tại ven đường tử lôi, dường như đều phát sinh vặn vẹo, né qua cái này đạo không gian chấn động. Oanh! Một tiếng vang thật lớn phát ra, cái kia đạo hồng mang nhất thời từng khúc phóng xạ, dần dần mở rộng. Sau cùng biến thành một cái một người đại lỗ thủng nhỏ, bắn ra quỷ dị hồng sắc quang trụ. Phàm là cái này ánh sáng trụ những nơi đi qua,
tử lôi ào ào bắn lên, rốt cuộc bắn không đi vào. Trác Phàm vui vẻ, kêu to xoa xoa Cổ Tam Thông đầu, mừng rỡ, hảo tiểu tử, làm tốt lắm. Cổ Tam Thông cũng là nhếch miệng cười một tiếng, giống như một cái thụ khen ngợi hài tử, mặt bên trên tán phát ra hạnh phúc ánh sáng. Thế mà, đúng vào lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn, một đạo tử lôi đột nhiên nện đến Trác Phàm trên thân. Ngọn lửa màu xanh chỉ là run rẩy một chút, liền đột nhiên biến mất. Đón lấy, đạo này tử lôi dư âm không có không chỉ trệ đụng vào Trác Phàm thể nội, làm đến bộ ngực hắn chấn động, nhịn không được phun ra một miệng lóe lôi mang máu tươi đi ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám đi xuống. Ngươi thế nào? Cổ Tam Thông kinh hãi, vội vàng nói. Bỗng nhiên ôm một cái đầu hắn, đem hắn kéo, Trác Phàm suy yếu lấy cười nói, không sao, ta nói qua, chỉ cần ta sống, liền sẽ đem ngươi ôm vào trong ngực, sẽ không để cho ngươi có việc. Những thứ này tử lôi, không có gì đáng sợ. Vừa dứt lời, Trác Phàm liền chợt cắn răng một cái, dậm chân bay về phía cái kia hồng quang chỗ. Đón lấy, tiến vào quang mang kia bao phủ bên trong, mới mắt tối sầm lại mất đi ý thức. Có điều hắn hai tay lại là vẫn như cũ ôm thật chặt Cổ Tam Thông không thả, thực hiện lấy hắn lời hứa. Hai người cứ như vậy, dọc theo cột sáng kia, một đường hướng cái kia hồng mang ngọn nguồn lướt tới. Chỉ có Cổ Tam Thông nhìn về phía Trác Phàm cái kia không có chút huyết sắc nào khuôn mặt lúc, trong hai con người đã lệ nóng tràn đầy. Một phương diện khác, Lạc Lôi Hạp buông xuống sau một lát, liền lại biến mất. Mà hắn vừa mới nơi ở, lúc này đã hoàn toàn hóa thành hư vô. Nếu là Cổ Tam Thông hai quyền đi xuống, nơi này lưu lại chỉ có bụi đất lời nói. Cái kia Lạc Lôi Hạp chỗ trải qua chi địa, chính là liền bụi đất đều lưu không xuống tới. Nơi này, hoàn toàn trở thành một mảnh tiệm tân đại lục, liền bụi đất đều không có. Chỉ có tử lôi đánh xuyên khắp nơi về sau, không ngừng từ dưới đất toát ra dung nham. Lệ Kinh Thiên cùng tứ quỷ một lần nữa đi tới nơi này, dùng thần thức dò xét, làm thế nào cũng tìm không thấy Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông bóng người, bất giác trong lòng cùng nhau trầm xuống. Trác quản gia cùng tiểu quỷ kia nhất định đã bị cái kia tử lôi bổ đến hồn phi phách tán, cũng tìm không được nữa bọn họ. Lanh Lợi Quỷ ai thán một tiếng, lắc đầu. Oa, Trác quản gia thật đáng thương, tại sao muốn cùng tiểu quỷ kia chôn cùng đâu? Gan nhỏ quỷ xịt xịt cái mũi, buồn bã nói, thực Trác quản gia đối với chúng ta vẫn rất tốt, chỉ ít hắn thời khắc mấu chốt không có đem chúng ta bỏ qua. Ai, đúng vậy a, nếu là cho tông chủ lời nói, hắn đoán chừng đã sớm coi chúng ta là dê thế tội. Hung sát quỷ thở dài, cũng là có chút bi ai, có điều rất nhanh liền nhếch miệng lên, cười to lên, bất quá theo tốt phương diện đến xem, chúng ta không phải lại tự do sao. Ha ha ha. Nghe được lời này, còn lại ba quỷ sững sờ, cũng là cao hứng bừng bừng nhảy dựng lên, đúng thế, đúng thế. Lệ Kinh Thiên sắc mặt âm trầm, mi đầu run rẩy, mãnh liệt xoay người phẫn nộ quát, người nào nói cho các ngươi tự do. Đã tiến lạc gia môn, thì không dễ dàng như vậy ra ngoài. Hừ, bằng ngươi lão gia hỏa này cũng muốn quản chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai, Trác quản gia sao? Hung sát quỷ khinh thường bĩu môi. Cười lạnh. Lệ Kinh Thiên động động ngón tay, các ngươi coi là chỉ có Trác quản gia có thể điều động huyết tầm sao. Hừ, đàng hoàng nói cho các ngươi, nếu không phải lão phu có chế các ngươi biện pháp, Trác quản gia làm thế nào có thể trước khi đi, đem bọn ngươi giao cho lão phu. Không khỏi trong lòng run lên, tứ quỷ cùng nhau quá sợ hãi, hồ nghi lại cảnh giác nhìn về phía hắn. Hừ, không tin a, muốn hay không lão phu thử cho các ngươi nhìn. Ách, đừng đừng đừng. Chúng ta tin tưởng, tại Lệ Kinh Thiên nhanh muốn động thủ kết ấn trước, tứ quỷ lập tức khoát khoát tay, cầu xin tha thứ. Đón lấy, liền khổ một khuôn mặt, cùng nhau bái nói, Lệ lão, về sau chúng ta nghe ngươi. Hài lòng gật đầu, Lệ Kinh Thiên trợn mắt nói, lúc này mới đúng, hiện tại các ngươi cho ta hồi Phong Lâm Thành, đóng giữ Lạc gia. Lão phu sẽ còn thỉnh cầu tiểu thư, cho các ngươi cái trưởng lão tương xứng. Bằng không, cho ta làm hạ nhân. Tẩy nhà xí đi. Ách, chúng ta muốn làm trưởng lão, chúng ta không tẩy nhà xí. Tứ quỷ không khỏi quính lên, ào ào nghe lời hướng Phong Lâm Thành phương hướng bay đi. Nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng người, Lệ Kinh Thiên chuyển hướng cái kia một mảnh hư vô địa phương, thở dài, Trác quản gia, theo ngươi ngốc thời gian dài, lão phu cũng học được cáo mượn oai hổ. Bất quá ngươi yên tâm,
Mặc kệ ngươi bây giờ ở nơi nào, lão phu thủy chung cho rằng ngươi còn sống. Cái này bốn cái tên dở hơi, lão phu hội nhìn cho thật kỹ. Chờ ngươi trở về. Nói xong, Lệ Kinh Thiên cũng quay người hướng tứ quỷ đuổi theo, nơi này chỉ còn lại có một mảnh vùng đất hoang vu. Rầm rầm rầm. Điếc tai sấm sét ở bên tai không ngừng nổ vang, Trác Phàm suy yếu mở hai mắt ra, trên mặt không có một chút huyết sắc. Ngửa đầu nhìn qua, lại chính gặp toàn bộ mái vòm đều là đen kịt một màu, chỉ có một tầng mông lung đỏ thẫm ánh sáng bao phủ tại cái này một mảnh thổ địa lên, không ngừng mà lưu quang chuyển động. Lúc trước bọn họ chạy đi vào cái kia cái lỗ thủng, cũng ngày hôm đó màn phía trên, theo đỏ thẫm ánh sáng lưu động, càng không ngừng biến đổi vị trí. Xa xa nhìn lại, màn trời bên ngoài tử lôi, giống như tàn phá bừa bãi giao long, đang không ngừng đánh thẳng vào nơi này. Thế nhưng là một khi đụng phải cái kia hồng mang, liền trong nháy mắt đạn bay trở về. Cái này hồng mang giống như một cái vòng bảo hộ lấy mảnh đất này, rời xa cái kia đáng sợ lôi quang. Nơi này, cũng là thiên đế di tích, khóe miệng hơi hơi liệt liệt, Trác Phàm mặc dù trọng thương tại thân, lại là trong lòng một trận kinh hỉ, nội tâm hô to, hắn rốt cục tiến đến. Quay đầu nhìn chung quanh một chút, một mảnh cát vàng tràn ngập, chỉ có mấy tòa trụi lủi núi đá tại đột nhiên đứng sừng sững lấy. Nhìn qua, nơi này tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là hắn lại tuyệt không thất vọng. Núi không tại cao, có tiên thì có danh, thiên đế di tích, coi như lại vùng khỉ ho cỏ gáy, cũng nhất định cất giấu đồ tốt. Nghĩ tới đây, Trác Phàm hơi hơi đứng dậy, đã không kịp chờ đợi muốn bốn phía tìm kiếm một phen. Thế nhưng là hắn thân thể vừa động, lại là mới phát hiện hắn trên thân tựa hồ đè ép cái gì vật nặng. Cúi đầu nhìn qua, lại chính gặp Cổ Tam Thông ôm thật chặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại bộ ngực hắn, yên ổn ngủ say lấy. Tựa hồ hắn cái này nhất động, ảnh hưởng đến cái đứa bé kia. Cổ Tam Thông liếm liếm giữ lấy ngụm nước khóe miệng, mê mê mang mang ngẩng đầu đến, mở ra mông lung hai mắt nhìn về phía hắn, lộ ra ngây thơ nụ cười, ha ha ha. Người tỉnh. Trác Phàm khẽ vuốt cằm, cười gật gật đầu. Thế nhưng là đúng lúc này, lại là một tiếng sấm rền nổ vang. Cổ Tam Thông một cái thông minh, vội vàng hoảng sợ lại phải đem đầu dán lên Trác Phàm ở ngực, hai tay chết ôm lấy hắn không thả. Trác Phàm dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ không ra đường đường bất bại ngoan đồng cũng có nhát gan như vậy một mặt. Ngươi ở bên ngoài cũng liền thôi, nhưng ở chỗ này, biết rõ tử lôi bổ không đến ngươi, còn sợ cái gì sức lực. Ách, Cổ Tam Thông, nơi này tạm thời là an toàn, ngươi trước thả ta ra, để cho ta đứng dậy xem kỹ một chút chung quanh. Không muốn, Cổ Tam Thông ngoan cường lắc đầu, vẫn như cũ ôm thật chặt Trác Phàm không thả, ta sợ hãi cái này tử lôi, ôm lấy ngươi an tâm một chút. Nghe được lời này, Trác Phàm càng là cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, xin nhờ, ngươi thế nhưng là so với ta mạnh hơn nhiều. Ôm lấy ta có cảm giác an toàn. Ta ôm lấy ngươi còn tạm được. Thoáng trầm ngâm một trận, Cổ Tam Thông ngửa đầu thật sâu liếc hắn một cái, thì thào lên tiếng, ngươi. Có điểm giống phụ thân ta, cho nên ôm lấy ngươi ta sẽ rất an tâm. Phụ thân, Trác Phàm khẽ giật mình, cả kinh nói, ngươi còn có phụ thân. Thế nhưng là lời này vừa nói ra, Cổ Tam Thông liền không khỏi trợn mắt chừng một cái, Trác Phàm cũng là hận không thể hung ác giúp chính mình một vả. Cái này kêu cái gì lời nói, người nào không có phụ thân, chẳng lẽ tiểu tử này vẫn là trong viên đá đụng tới hay sao? Sau đó lập tức áy náy cười cười, nói, ách, ta không phải ý tứ kia. Ta chỉ là kỳ quái, người mạnh mẽ như vậy, phụ thân ngươi nhất định cũng 10 phần nghiêu bức đi. Không biết, dù sao ta xuất sinh đến nay, thì chưa thấy qua phụ thân ta. Cổ Tam Thông mặt hiện lên hưu quạnh, lắc đầu. Trác Phàm lông mày nhíu lại. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Biết hắn tâm lý nghi vấn, Cổ Tam Thông thản nhiên nói, ta nói phụ thân, là nghĩa phụ ta, hắn họ Cổ, trong nhà còn có hai đứa con trai. Lúc đó ta bị cái kia đồ ma lệnh truy đến không đường có thể đi lúc, là hắn cứu ta, còn mỗi ngày tìm cho ta dược tài ăn. Như vậy tên ngươi, cũng là hắn lên. Trác Phàm sững sờ, hỏi. Cổ Tam Thông gật gật đầu, trên mặt lóe qua ấm áp nụ cười, Cổ gia là thư hương môn đệ. Các đời trong triều làm quan văn, tuy nhiên quan chức cũng không quá lớn, cũng không quá được coi trọng, nhưng cũng qua được hòa thuận vui vẻ. Hắn cứu ta về sau, nhận ta làm con trai thứ ba, còn dạy ta viết chữ,
hy vọng ta làm thông suốt hợp lý người, liền gọi ta Tam Thông. Há, thì ra là thế, nhà này người thật đúng là kiếm cái bảo bối. Có người tọa chấn, nhà này còn không thăng chức rất nhanh, trong nháy mắt tấn thăng đế quốc siêu nhất lưu gia tộc, miểu sát bảy thế gia. Trác Phàm cười cười, tán dương. Nhưng là cổ Tam Thông lại là thở dài, trên mặt một trận buồn bã sắc không, là ta hại bọn họ, nếu không phải là bởi vì ta, bọn họ cả nhà cũng sẽ không bị tru sát. Trác Phàm sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhưng là rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Tiểu tử này lúc đó đang bị đồ ma lệnh truy sát, đừng nói là nhận hắn làm con trai, coi như cùng hắn có một chút tiếp xúc cũng sẽ bị tru diệt. Nhà này người khẳng định là sách ngốc, không hiểu lúc đó tình hình, mới có thể kiếm như thế cái tai tinh trở về. Ách, người cũng đừng quá khó chịu, cái này cũng có thể cũng là mệnh. Trác Phàm vỗ vỗ đầu hắn, an ủi, người chính là vì thế, cùng toàn bộ đế quốc là địch. Cổ Tam Thông khẽ gật đầu. Trong mắt lóe lên một đạo hung mang, tựa hồ trong lòng còn có thật sâu oán hận, thế nhưng là rất nhanh, nhưng lại thở dài, đáng tiếc sau cùng ta vẫn là chủ quan, đáp ứng lão đầu tử kia hứa hẹn, vậy mà không cách nào lại ra tay với bảy nhà. Vậy ngươi cũng có thể đổi ý à, một đứa bé nói chuyện không tính toán gì hết, không có người hội trách tội. Trác Phàm sờ sờ đầu hắn, giống như một cái tà ác quái thúc thúc, đang xúi dục hắn phạm tội. Thế nhưng là cổ Tam Thông lại là hung hăng lắc lắc đầu, trong mắt một mảnh kiên định, cha ta lúc còn sống dạy ta sách, để cho ta trọng tín Shigenobu nghĩa. Ta không thể bởi vì hắn chết, liền đem hắn dạy bảo ném đến sau đầu. Hảo hài tử, Trác Phàm khẽ gật đầu, tán dương, nhưng là trong lòng lại là bất đắc dĩ thở dài, tốt tốt một cái kiêu hùng hạt giống, cứ như vậy bị hủy. Ai, cho nên nói con mọt sách a. Bất quá dạng này cũng tốt. Nếu là tiểu tử này bị dạy hư, lấy hắn thực lực, còn nào có lão tử nhảy nhót địa phương. Trên một điểm này, Trác Phàm tựa hồ còn muốn cảm tạ cái kia họ cổ thư nhân. Cảm tạ hắn đem như thế một cái khả năng cùng hắn tranh giành thiên hạ kiêu hùng, dẫn vào con mọt sách hàng ngũ, vì hắn trừ nhất đại địch. Trác Phàm trong lòng may mắn, lộ ra gian trá nụ cười, ngươi nhất định muốn nghe nghĩa phụ của ngươi lời nói, hắn nói rất đúng. Cổ Tam Thông khẽ gật đầu. Cứ như vậy bị Trác Phàm lừa gạt lấy. Đúng, ngươi vừa mới nói ta giống phụ thân ngươi, chỗ nào giống? Đột nhiên, Trác Phàm trong mắt tinh quang nhấp nháy, hỏi. Cổ Tam Thông hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là lẩm bẩm nói, ngươi ôm lấy ta xông vào nơi này, vì ta cản lôi thời điểm, ta dường như liền thấy lúc đó, phụ thân che chở ta, để cho ta chạy trốn lúc cái bóng. Há, thì ra là thế. Lần này, Trác Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tiểu tử này đem hắn hành vi, hiểu thành tình thương của cha. Bất quá, cái kia họ cổ thật là một mảnh tình thương của cha chi tâm, nhưng hắn Trác Phàm lại chỉ là vì chính hắn a. Coi như vì cổ Tam Thông cản lôi, cũng bất quá là muốn ngày sau thu phục hắn, cảm thấy hắn chết ở chỗ này đáng tiếc. Nếu như là hai người thật muốn chết một cái lời nói, hắn Trác Phàm quả quyết sẽ đem tiểu tử này vứt bỏ. Thế nhưng là, nói như thế nào đây? Dạng này hiểu lầm, để hắn đột nhiên có một ý tưởng. Sau đó, Trác Phàm lần nữa lộ ra một mặt nụ cười quỷ dị, nhìn về phía cổ Tam Thông nói ách, Tam Thông a, nếu không ta tới làm cha ngươi tốt. Trác Phàm cái này không biết xấu hổ, trong nháy mắt liên xưng hô đều biến đến thân mật. Cổ Tam Thông sững sờ, tựa hồ không có gì kháng cự, nhưng vẫn như cũ có chút khó chịu, ta làm gì nhận ngươi làm cha, ta hơn 300 tuổi, ngươi mới bao nhiêu lớn. Quá quái dị. Có cái gì quái dị? Ngươi tuy nhiên hơn 300 tuổi, nhưng tâm trí vẫn còn con nít, cần người đến bảo hộ. Trác Phàm hét lớn một tiếng, nghĩa chính ngôn từ, tiếp lấy ôn nhu nói như thế nào đây, có lẽ là duyên phận a, từ khi ta vừa nhìn thấy ngươi đứa nhỏ này, ta thì đặc biệt ưa thích. Thật, cổ Tam Thông nhíu chân mày, trong mắt tựa hồ có chút vui mừng. Trác Phàm khẽ gật đầu, cười khẽ một tiếng, đúng vậy a. Vậy khẳng định, riêng là ngươi cái kia quái lực, lão tử rất ưa thích, mau tới lão tử dưới trướng đi. Cổ Tam Thông trầm ngâm một trận, mò sờ cằm, hiên ngang đầu nói, vậy ta nhận ngươi làm cha nuôi, có chỗ tốt gì? Già mồm! Trác Phàm trong lòng một trận thầm mắng, bất quá cũng lý giải, tiểu hài tử đều sẽ già mồm, sau đó cười nói, ta có thể bảo hộ ngươi a. Ta dùng ngươi bảo hộ. Làm sao không cần,
vừa mới không phải liền là ta bảo vệ ngươi sao? Trác Phàm một lập lông mày, trịnh trọng nói, huống hồ, ngươi tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng là quá ngây thơ thiện lương, ra ngoài dễ dàng bị lừa a. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu không phải ngươi nhẹ như vậy tiên nhân thánh kia lời nói, làm sao lại bị lừa đến phải bảo vệ hoàng thất ngàn năm, liền báo thù đều không được. Nếu là ngươi nhận ta làm nghĩa phụ, lão tử nhất định cho ngươi thật tốt kiểm tra, đem những cái kia lừa ngươi người hết thảy vạch trần. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, dám gạt ta nhi tử, không muốn sống, thật sự cho rằng trong nhà không có đại nhân a. Trác Phàm nước bọt bay loạn, khoác lác không làm bản nháp, lại là đem cổ Tam Thông chọc cho cười to liền đến, nhưng trong lòng lại có một tia dòng nước ấm chảy qua, hai chúng ta cha con, cũng là thực lực mạnh nhất cùng tối cao trí tuệ kết hợp. Ngươi lúc trước cũng nhìn đến lão đầu kia cùng cái kia bốn cái quái đồ vật a, bọn họ cái kia không mạnh bằng ta, nhưng còn không phải phải ngoan ngoan nghe ta lời nói. Cái này kêu cái gì, đây chính là trí tuệ, trí giả người chế trụ, lực giả thụ người chế trụ. Cổ Tam Thông nghe được sửng sốt một chút, liên tục gật đầu. Sau cùng, Trác Phàm thả ra cường liệt nhất dụ hoặc, theo ta, lão tử mang ngươi trang bức mang ngươi bay, thiên hạ lại không người có thể khi dễ ngươi. Riêng là, người rốt cuộc không cần ăn những cái kia đồ bỏ đi dược tài, chỉ cần ta có thể tìm tới một cái bát phẩm, thì tuyệt sẽ không cho ngươi ăn thất phẩm. Nói, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, xuất ra 20 kiện thất phẩm dược tài, đưa lên, cười khổ nói, vì lộ ra thành ý, đây là ta trong giới chỉ tất cả thất phẩm dược tài. Mà lại ta cũng thừa nhận, cho lúc trước ngươi tìm dược tài, đều là cầm có sẵn cho, chỉ có món kia bát phẩm dược tài, là thật xâm nhập lôi trận, trăm cay nghìn đắng mới tìm được. Trác Phàm lời ấy nói đến vô cùng diệu, thật giả kết hợp, lấy sai lầm nhỏ giấu giếm đại tội, còn có thể lấy được tín nhiệm. Hắn biết Cổ Tam Thông để ý nhất là, có người hay không hại hắn, đây là hắn trước kia bóng mờ. Cho nên Trác Phàm vô luận như thế nào, cũng không thể thừa nhận lôi trận là hắn bố. Ta biết, Cổ Tam Thông một thanh cầm qua dược tài, quả nhiên mắc lừa, giữ lấy ngụm nước nói, lúc trước ta còn hoài nghi có phải hay không các ngươi hại ta, hiện tại ta hoàn toàn tin tưởng. Đã ngươi liền y học Tây Tạng sự tình đều thẳng thắn, hắn sự tình càng không có gì có thể giấu giếm. Trác Phàm khẽ gật đầu, trong lòng thầm than, cái này ngây thơ hài tử, một người bên ngoài sao có thể để lão tử yên tâm phía dưới. Riêng là bị người lợi dụng, đối phó lão tử thì phiền phức, vẫn là để lão tử tiên hạ thủ vi cường a, hắc hắc hắc. Đến mức cái này y học Tây Tạng, ta cũng đã sớm biết. Cái gì, người biết? Trác Phàm sững sờ, trong mắt lóe lên không hiểu. Lấy tiểu tử này tính khí, sớm biết lời nói, chắc là đã sớm động thủ đoạt, nhưng vì cái gì? Thế nhưng là, Cổ Tam Thông lại là khẽ cười một tiếng, lộ ra ấm áp nụ cười. Thực uống thuốc tài không trọng yếu, chờ thuốc tài lúc loại kia mong ngóng, mới là lớn nhất làm cho người hưởng thụ. Giống như trước, nghĩa phụ thường xuyên đi ra ngoài hơn 10 ngày, hoặc là một tháng tìm cho ta dược tài ăn. Tuy nhiên hắn tìm trở về cũng vẫn là một số nhất nhị phẩm cặn bã dược tài, nhưng là mỗi ngày ở dưới ánh tà dương trông mong hắn mang về dược tài tâm tình, lại là rất dễ chịu. Ách, đã như vậy, vậy ngươi đem dược tài kia đưa ta cách hơn 10 ngày. Định lượng mang cho ngươi một lần trở về. Trác Phàm liếm liếm bờ môi, có chút không thôi đưa tay đi lấy về. Thế nhưng là Cổ Tam Thông lại là hộ lấy dược tài, chật qua thân thể, bĩu môi nói, cho ra đi đồ vật sao có thể muốn về, có ngươi như thế làm cha sao? Trong mắt bất giác sáng lên, Trác Phàm đại hỉ lên tiếng nói như vậy, ngươi nhận ta làm nghĩa phụ. Trầm ngâm một trận, Cổ Tam Thông ngượng ngùng gật đầu. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, về sau có Cổ Tam Thông cái quái vật này nhi tử, lão tử xem các ngươi là bảy thế gia vẫn là đế vương môn, ai dám chọc tới ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.